Hello mọi người. Vào đi em có cái này mới nè. Vào đi em có cái này mới. Rất là hay luôn. Và tùy vào cái sở thích cũng như là cái mong muốn của mọi người. Thế nhưng mà em mới phát hiện được cái này. Bản thân em thì em luôn luôn quan tâm đến những cái vật nhỏ nhỏ mà mình có thể mang theo, lúc nào mình cũng sạch sẽ, mình thơm tho và mình xinh đẹp. Cái chỉ nha khoa này thì em nghĩ chắc là hầu như mọi người đều biết tới rồi. Ví dụ như sau khi mà mình ăn cơm xong, dùng bữa xong, bởi vì khi mà mình ở nhà ấy thì mình có thể đánh răng. Nhưng mà nếu như mà mình đi ra ngoài mình ăn tối, đặc biệt là bạn nào, nếu như các bạn nào mà đang coi livestream của em, mà đang gọi là đang thực hành trong những cái livestream của em mà để đi hẹn hò các chàng trai đó, đi thả thính các chàng trai đó, thì hẹn hò thì về cái việc mà mang theo cái chỉ nha khoa này thì em nghĩ là chắc là cũng khá nhiều người biết rồi. Thế nhưng em có một cái mới này, và em nghĩ là cái mới này, bởi vì thật sự là có thể ở Việt Nam có rồi hoặc chưa có thì em không biết, nhưng mà thực sự là cái này lần đầu tiên em mới thấy. Không, cái chỉ nha khoa thì em dùng rất là lâu rồi, bao nhiêu năm nay rồi. Thì cái này mình nên có, cái này là vật, em nghĩ là vật bất ly thân. Thế nhưng mà trong trường hợp mà mình đi hẹn hò, và khi mà mình đi hẹn hò thì mình có thể là đi ăn tối chẳng hạn với người yêu. Mà mọi người nghĩ đi, ăn tối thì kiểu gì, cho dù là mình có uống nước hay là cái gì đi chăng nữa, thì mình cũng vẫn sẽ có cái mùi từ cái thức ăn ấy. Mà biết đâu là hôm đó hai sau khi hẹn hò xong thì lại muốn hôn nhau chẳng hạn, chàng trai muốn hôn mình mà mình lại muốn hôn cái chàng trai đó chẳng hạn. Mà một trong những cái hữu ích thì có thể là dùng cái này. Thế nhưng mà cái này thì mình vẫn phải đi vào nhà vệ sinh mình dùng. Thế nhưng mà nó cũng tiện, cái chỉ nha khoa này này. Thế nhưng nó chỉ giải quyết cái vấn đề là cái răng của mình nó không bị rắt rau hay là thức ăn thôi. Thế còn cái hơi thở của mình thì mình không thể nào mà mình mang bàn chải đánh răng đi để mình đánh được. Và thường thì em thấy mọi người hay mang cái kẹo, ở Việt Nam thì hay mang kẹo cao su đi để ăn. Thế nhưng mà em thấy thì ăn kẹo cao su thì thường thì không thể nào mình ngồi mình ăn kẹo cao su với cả người yêu được. Và em vẫn cứ tìm kiếm xem là không biết là có cái công cụ gì khác, có cái vật dụng gì khác có thể là làm cho cái hơi thở của mình thơm mát hơn và mình tự tin hơn. Và đây, cái này em thấy nha, mới thấy nha, không biết ở Việt Nam có chưa. Nhưng mà ở bên không phải xịt thơm miệng, cái xịt thơm miệng thì em có biết rồi và em đã dùng thử rồi, và thật sự là em không có thích cái cảm giác mà há miệng ra sau đó xịt xịt ấy. Không biết nữa, mỗi người đều có một kiểu cái sở thích khác nhau ấy. Em thì em muốn là tìm những cái thứ gì mà kể cả mình làm mà không có ai nhìn nhưng mà mình cũng không kiểu, mình vẫn cảm thấy là mình có cái sự nữ tín tính khi mà mình làm cái điều đó. Đặc biệt là cái phần chỉ nha khoa này em đã thấy là nó cực kỳ là không nữ tính rồi, kiểu há miệng ra xong rồi. Nhưng nó bắt buộc, em chưa tìm thấy một cái vật dụng nào tốt hơn mà có thể bỏ trong túi xách, những cái ví nhỏ của phụ nữ mình khi mà mình đi ra ngoài hẹn hò. Và em tìm kiếm và cuối cùng ngày hôm nay em đã thấy cái vật dụng này. Và nó là một cái khám phá mới các chị ạ. Trong này thì nó có 6, trong này có 30 viên. Và mỗi một viên thì nó rất là bé. Và em, oh my god, em thề mọi người luôn. Ví dụ mọi người có đi hẹn hò mà đi, mà lúc đấy mà kiểu mình đi vào nhà vệ sinh thì mình cũng không thể nhai kẹo cao su được, vì nhai kẹo cao su cũng phải mất một thời gian lâu. Và không nhẽ mình ngồi trước mặt người yêu của mình nhai kẹo cao su thì nó cũng không được nữ tính lắm. Và cái này là cái viên này này, bé xíu à, không biết mọi người có nhìn thấy không nữa cơ, bé lắm. Đây này, bé xíu luôn. Nhưng em nói mọi người là công dụng vô cùng hiệu quả luôn. em đã mua được cái này được mấy hôm rồi. Và em nghĩ là lúc đầu em mua ấy, em chỉ nghĩ là kiểu là mình thấy nó lạ lạ thì mình mua thôi, vì nó ghi là như kiểu là làm sạch cái hơi thở của mình và làm sạch cái răng miệng của mình ấy. Thì em mới nghĩ là nó bé xíu như thế này thì mình nghĩ tới cái việc là mình đi ra ngoài mình có thể bỏ trong cái ví cầm tay của mình, rất là nữ tính. Và em thử mấy ngày hôm nay và công dụng thì cực kỳ tuyệt vời các chị ạ. Rất là bé luôn. Thì cái này, cái chỉ nha khoa này mình có thể sử dụng cái lúc mà mình lấy những cái thức ăn nó bị rắt ở chân răng. Thế còn cái này ấy, nó là giống như kiểu một cái
cái này gọi là gì em không biết nữa, tại vì ở bên trong ấy nó chứa dầu, nó có nhiều cái loại tinh dầu lắm, và nó có cả những cái em không biết thành phần của nó gì vì em dùng mất cái vỏ của nó đi rồi. Thế nhưng mà nó có mấy loại, hình như có bốn loại, một loại là dâu này, một loại cái này là cam, à cái quên cái này là chanh này, rồi một loại cái gì nữa nhỉ, có nhưng mà có bốn loại thì phải. Không đắt lên mạng rất là rẻ thôi, hôm chị mua hình như là $4, hơn $4 gì đó mà có 30 viên. $4 thì chắc là tầm khoảng 70-80 nghìn tiền Việt Nam thôi. Thế nhưng mà cái quan trọng là mình dùng cái lúc mà mình đi hẹn hò ấy, không phải lúc nào ngày nào mình cũng cần phải dùng tới nó, không phải ngày nào mình cũng dùng tới nó, và mình nó có tận 30 viên lận, và không cần ngày nào mình cũng dùng, bởi vì nếu như mình ở nhà thì mình đã có thể đánh răng và dùng chỉ nha khoa rồi thì sẽ rất là thơm tho sạch sẽ. Nhưng mà lúc mình đi ra ngoài ấy, cái lúc cần thiết nhất thì mình nghĩ, em nghĩ đây là một trong những cái chiến binh mà không nên thiếu. Chị nào, nếu như các chị nào mà ở Việt Nam mà đi siêu thị mà có thấy cái này ấy thì các chị nhớ mua nhá. Thương hiệu của nó là gì thì không biết, ở Việt Nam có thể nó sẽ có cái thương hiệu khác thì em không biết, tên của nó là Zintan thì phải. Đây, cái chữ màu trắng ở góc này không biết mọi người có nhìn thấy không, thật sự là rất thích luôn mọi người. Em không biết ở Việt Nam có không, nếu như chị nào ở Việt Nam có ấy thì các chị mua đi nhá. Mua vào siêu thị, nếu mà săn được cái này thì cũng comment hoặc là chia sẻ cho các chị em khác, bởi vì em thấy cái này rất là tiện, bé xíu thôi à, nó bằng size với nó nhỏ, thậm chí nó còn nhỏ hơn cả cái chỉ nha khoa này các chị, và nó rất là tiện này, mình bỏ vào trong túi sách của mình hoặc là trong ví, thậm chí là mình nếu mình đi dự tiệc đêm á, mình có ví mình đặt vào, ôi em thề luôn, những cái này là những cái gọi là tiền, số tiền bỏ ra rất nhỏ nhưng mà cái lợi ích rất lớn. Các chị cứ nghĩ đi, đi hẹn hò với lại cái chàng trai mà mình thích, xong rồi kiểu mình ngại ngùng mà mình đi ăn tối chẳng hạn, mà ví dụ bữa tối đó có đồ ăn có tỏi này, ví dụ rau xào hay bún xào tỏi này hay cái gì đấy, hoặc là cá này, hoặc là một cái món ăn nào đấy, bởi vì khi mình hẹn hò thì mình không thể nào mà chỉ ăn những cái món mà không có mùi được, mà đặc biệt là đồ ăn Việt Nam mình thì lúc nào cũng là dậy mùi thơm hương vị này kia. Mà có cái này em nói các chị nghe là tự tin lắm, thật sự. Mà cái lúc nhá, mình cho vào miệng nhá là nó tự tan, mình ngậm ở cái lưỡi của mình và nó tự tan, và nó rất là mát, thề luôn, mát lắm luôn á, mát, và nó cảm giác đúng như kiểu nếu như mà mình đánh răng xong ấy, chị nào mà đánh răng xong ấy thì cảm giác là nó sạch, xong rồi các chị dùng cả nước súc miệng ấy thì cái cảm giác mà đánh răng xong rồi súc miệng, hai cái đấy gộp lại với nhau thì nó chỉ bằng một cái viên bé xíu này thôi. Còn nếu như mà mình đánh răng thì nhiều khi mình cũng thấy là nó sạch rồi, nhưng mà cái cảm giác mà đánh răng là tất cả mọi thứ sạch này, xong rồi xúc miệng lên, cái khoang miệng của mình nó sạch, xong rồi nó thơm, xong mình cảm giác mình hà hơi ra tay mình, nó cũng cảm thấy nó mát mát kiểu như thế. Thì đúng cái cảm giác cái này mang lại cho mình, đúng cái cảm giác đấy, rất tự tin luôn. Đúng là cái này thay đổi cuộc sống đấy nha các chị, mua đi. Cái này ở Việt Nam, chị nào mà có ở Việt Nam đâu nó có bán ấy thì nhớ mua cái này đi, viên nó bé xíu thôi. Em mua ở siêu thị ở bên Singapore chị, em mua siêu thị chị ạ. Mua đi, những cái nhỏ như thế này em nói thật á, tính em là mọi người biết em rất là thơm thảo, những cái thứ mà khiến cho phụ nữ lúc nào cũng đẹp hơn này, tự tin hơn, nữ tính hơn, dù là những cái thứ nhỏ như thế này thôi mọi người ơi, những cái thứ nhỏ thì nó sẽ làm thêm, nó lại làm thành những cái trải nghiệm tuyệt vời. Những cái nhỏ nhỏ lại mang tới những cái lợi ích vô cùng lớn. Chẳng hạn như là nói rất là nhẹ thôi, ví dụ như một bộ quần áo của mình, là mình nếu như mình mặc á, mình đi ra ngoài đường á, mình là phẳng nó lên thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều là một bộ quần áo mình chỉ giặt xong rồi mình phơi xong rồi mình lấy vào mình mặc luôn. Thì cái quần áo mà đã được là ấy, nó chỉ là một cái hành động nhỏ thôi, nhưng mà nó lại mang tới cái hiệu quả bất ngờ, với lúc nào mình đi ra ngoài đường nhìn mình cũng chỉnh chu hơn. Rồi cái tóc của mình cũng thế, tóc tai của mình cũng thế, mình đi ra ngoài đường nếu mình chải gọn gàng lại, mình buộc lại thì nhìn mình cũng đẹp hơn. Những cái chi tiết nhỏ như thế thì là những cái chi tiết mà khiến cho cái cảm giác là mình lúc nào cũng nữ tính và lúc nào cũng phụ nữ. Và đặc biệt là đàn ông á, khi mà mình yêu, kể cả yêu cho tới khi mà mình lấy về ấy, những cái nhỏ 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 như thế ấy, thì nó lại tạo nên những cái
nói sao nhỉ, những cái lợi ích bất ngờ. Tại vì lúc nào để mà hẹn hò mà gặp nhau ấy, mà lúc nào cũng thơm, lúc nào cũng đẹp, lúc nào cũng xinh ấy, thì rất là dễ. Nhưng mà ở với nhau 24/24 mà lúc nào mình cũng đẹp, cũng thơm, cũng sạch sẽ, gọn gàng thì lại là một cái điều rất là khó. Mà muốn những cái điều đó mà nó có được thì mình phải tập nó và nó thành một cái thói quen. Chứ nó không phải là cái việc là hôm nay có hẹn hò với lại người yêu hoặc bạn bè hoặc là bạn trai hoặc là chồng thì mình mới phải ăn diện, mình mới phải tóc tai hay là mình mới phải giữ cơ thể mình sạch sẽ. Nếu như nhưng mà hàng ngày mình làm cái điều đó hàng ngày ấy, thì nó sẽ dẫn tới cái việc là nó thành thói quen. Mà khi nó đã thành thói quen rồi ấy, thì người yêu bạn hay chồng bạn chẳng hạn mà có, ví dụ như người yêu bạn mà có yêu một cô gái khác hoặc là quen một cô gái khác thì cũng không thể nào mà để mà có được cái sự kiên trì và lúc nào mình cũng tạo lập thành một cái thói quen như thế ấy. Thì đó là một cái biến đổi cực kỳ lớn trong cái tâm trí người đàn ông. À thế à, đấy, đúng rồi. Cái này ở Việt Nam nếu mà có, Ninh ơi, ở Việt Nam có cái này không em? Nếu như mà có thì em đúng rồi đấy, cái thương hiệu này này, Nude, đúng rồi. Ừ, chị thấy ở trong này nó có chữ Nude ở trong cái design này. Ừ, Ninh ơi, ở Việt Nam có không em? Ở Việt Nam có, em biết hả? Nếu ở Việt Nam có mà em biết được địa chỉ mua ở đâu ấy thì em chỉ cho mọi người mua nếu như mà hàng chính hãng. Ôi, chị thấy ở Shopee thì chị cũng thấy hơi ở Shopee thì thấy cũng hơi hốt mọi người, tại vì cái này nó bỏ vào trong miệng mình không biết là ở Shopee thì có bán đúng không, bởi vì thực sự là em thấy ở Shopee nó không quản lý được cái nguồn hàng của họ ấy, bất cứ ai cũng có thể đăng lên được Shopee, sợ là nhiều khi kiểu mua phải hàng không chính hãng ấy. Nhưng mà nếu như mà ở Shopee, nếu mà ở siêu thị có bán thì nên mua về, còn ở Shopee thì không biết thế nào. Nếu như ở Shopee có bán thì cũng tùy nha, tại vì em cũng chưa mua ở Shopee bao giờ. Và thật sự là em có cái cảm giác là họ không có quản lý cái người đăng tải lên ấy. Nhiều khi những cái hàng fake ấy vẫn bán được bình thường trên Shopee ạ. Nhưng mà cái này thật sự là rất là ok đấy nha. Thông Thảo có cái gì chia sẻ hết với chị em nha. Cái này chị mua 4 đô mấy á, không nhớ rõ lắm vì chị mua cách đây mấy hôm rồi và chị đi siêu thị thì chị mua rất là nhiều thứ. Nhưng mà vì cái thứ đại cái này nó rất là dễ thương và thật sự là nó rất là có ích cho cái sự nữ tính của mình, cái sự sạch sẽ thơm tho của mình. Cho nên là chị thấy là muốn chia sẻ với cả mọi người. Nếu mua được ở Việt Nam, mua ở Shopee thì cũng tùy mọi người. Nhưng mà em không có khẳng định là cái địa chỉ Shopee là nó là nên mua nha. Tùy theo cái ấy của mọi người thôi. Nhưng mà em thấy là nếu như ở Shopee thì cũng không yên tâm lắm. Không yên tâm lắm. Nếu như ở siêu thị nó có bán thì mua được đấy. Thích lắm. Thơm. Đó, thơm 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 quá trời thơm mà nó rất là sạch. Ok. Chào em. Wow, tự nhiên sáng bừng lên một góc trời vậy má. Đang yên đang lành sáng trưng một góc trời vậy. Đây em có đang đọc mấy cái comment của mọi người đây. Buôn đồ Thái bán nhiều à? Em không biết cái nguồn hàng ở đâu thì là đúng nha mọi người. Bản thân em mua cái này là mua ở siêu thị ở Singapore. Thì ở Singapore thì tất nhiên là hàng hóa thì sẽ không phải lo về nguồn hàng. Thế còn ở Việt Nam thì thật sự là cũng không biết được. Thế nhưng mà nếu như mà có cơ hội thì mọi người cứ dùng thử cái này đi. Thích lắm. Chị nhập về bán à? Chị nhập về bán bọn em mua cho tiện ạ. Chị mà nhập về bán thì chỉ có ra ngoài siêu thị mua thôi chứ chị không có nguồn hàng. Chị không mua được chính từ nguồn hàng của họ. Thì chỉ có ra siêu thị bán mua thôi thì giá nó sẽ phải là bằng cái giá siêu thị, xong lại còn bằng cái giá ship về Việt Nam, xong lại còn phải thêm cả tiền nhân viên nữa thì chắc là nó cũng đội giá thêm một vài chục ngàn. Thế nhưng mà thực sự là rất là thích. Em thấy là quá sướng luôn ấy. Are you home baby? Baby? Yeah, don't open the door. I'm doing video and I'm doing live stream now with my girls. Wait, baby, did I tell you I have this one? Okay, I think I didn't tell you I have this one. Stop calling me girlfriend. I like you to call me Barbie doll. Baby doll, whatever you call. Come over here, I'll give you this one. Are you dressed up? Yeah.
And you dress up? Eat. Here. Just close the door. Okay. Put it in your mouth. Close the door. Close the door. Okay. Put it in your mouth. And then, see how it. Don't chew it. Just let it sit in your tongue. And then you will feel something freaking crazy happen to you. Cái chỉ nha khoa là có cái loại mà như kiểu cái tăm. Tastes good, right? It's supposed to clean your teeth and your breath. And it's so good if you go out and then you don't bring your toothpaste or whatever and then just clean it. What about the hard part in the middle? Just leave it. It's gonna break naturally. Okay. Thank you. I'm gonna eat now. Yeah, okay. Cái mà em có nói ấy, Hiền ơi, cái mà em có nói là cái xỉa răng bằng tăm này, cái đó nó hơi dày ấy, với cả thật sự là nó không có tiện. Khi mà mình dùng cái đó xong rồi mình lại phải rửa đi ấy, thì chị thấy nó không có tiện bằng cái việc là mình dùng bằng cái chỉ nha khoa, mình cứ dùng xong rồi mình dục đi ấy, mình vứt đi ấy. mình vứt đi ấy. Nhá, mua cái này mà dùng đi nhá các quý cô xinh đẹp của tôi. Nhớ cho vào trong túi sách nhá. Trời ơi, tâm mắc cái này lắm luôn ấy. Thật sự nó không phải là cái vấn đề là bao nhiêu tiền, mà thật sự là nó là một cái phao cứu sinh nếu như mình lúc nào cũng muốn thơm tho sạch sẽ. Vương ơi, sách gì đấy em? Em inbox cho chị và nhân viên chị đọc được hả? Em comment cho chị với. Sách gì đấy? Cuốn sách gì đấy? Hay lắm à? Oh! What are you doing? That's crazy. Okay. Em vừa đổi cái camera, nó bị bấm nhầm vào cái nút camera. Em thấy nó ghi toàn tiếng Thái Lan. Đây không phải hàng Thái Lan đâu em ơi. Đây là hàng của Nhật mà. Đây là hàng của Nhật mà, Nhật Bản mà. Không phải của Thái Lan đâu. Nó là từng viên đấy cưng ạ. Từng viên nhỏ nhỏ lúc nãy chị có lấy ra rồi á. Không phải kẹo em ạ. Thế chị không biết là Thái Lan hay như thế nào, nhưng mà ở đây lúc mà chị bóc cái túi đấy ra và cái hàng mà chị mua ấy, mà lúc mà chị xé ẩm ở ngoài nó còn có một cái chị không biết cái gói bên ngoài ấy, thì xé ra ở bên ngoài nó là hàng của Nhật mà. Hàng của Nhật đấy. Thích lắm, dùng đi. Phải à. Rửa cái mặt nha. Nope, just stay there. Có hai loại Thái và Nhật à? Ừ, cái này là của Nhật em ạ. Chị không biết của Thái thì thế nào và giá bao nhiêu tiền. Thế nhưng mà chị mua bên này thì chị thấy nó là của hàng của Nhật đấy em ạ. Mua đi. Cái này cứ không nhất thiết, nhiều khi em làm livestream á, nhiều khi không phải là cứ nhất thiết là em quảng cáo sản phẩm bên em đâu, mà cái gì mà nó hay và nó bổ ích và nó tốt cho phụ nữ thì em chia sẻ thôi à. Hay lắm, có nhiều cái hay. Tên là nút em ạ, N-U-D-E. N-U-D-E. Nút này. Trần chuồng ấy. Dịch sang tiếng Việt là trần chuồng ấy. Nhưng mà nó thơm lắm. Trời ơi. Cái này á, đúng thật sự là viên cứu cánh luôn đấy mọi người. Không có phải nhai kẹo cao su nhồm nhòm, kiểu cái cảm giác mà nhai kẹo cao su ấy lúc nào cũng có cái vẻ là không có được nữ tính lắm. Tóm này mình cho vào miệng xong mình ngậm thì tự nó tan ra thôi. Mấy chục giây nó tan ra thôi. Hôm nào chị dạy trang điểm. Ôi ơi, chị không phải là chuyên viên trang điểm đâu. Chị không phải chuyên viên trang điểm đâu, những cái mà chị chia sẻ với mọi người ấy toàn là những cái mà chị tự học. Xong rồi bản thân chị tự học thì có những cái mất tiền, có những cái không mất tiền.
Nhưng mà chị có cảm giác là như thế này này, nếu như mình đã là phụ nữ ấy, thì những cái mà mình biết ấy, mình cũng nên chia sẻ với những người phụ nữ khác. Em có những người bạn mà rất là dễ thương, họ luôn luôn chia sẻ những cái kinh nghiệm của họ có và những cái mà họ cảm thấy là họ đạt được và họ thành công, hoặc là họ có những cái gì mà nó tốt mà nó đẹp thì họ sẽ chia sẻ. Nhưng mà cũng có những cái người phụ nữ mà những cái vấn đề nhỏ thôi, mặc dù là không có tốn tiền của họ, nhưng mà họ cũng không muốn chia sẻ. Thậm chí tới những cái, tất nhiên là những cái mà họ đã không tốn tiền thì họ không muốn chia sẻ, thì những cái mà ví dụ mà tốn tiền của họ thì chắc chắn họ sẽ không chia sẻ đâu. Nhưng cá nhân em thì em thấy rằng là nếu như một mà mình đẹp ý, mà mình không chia sẻ thì đó là cái sự lựa chọn cá nhân của mình. Thế còn cái việc mà mình muốn những người khác đẹp hơn và cũng đẹp hơn, cải thiện bản thân hơn, hạnh phúc hơn, thì cái đấy nó cũng là một cái niềm vui của mình. Bởi vì không phải ai cũng có thể ngồi trước livestream, ngồi trước màn hình điện thoại và có thể là chia sẻ những cái mà mình biết. Và những cái người ngồi nghe không phải là họ cũng thích họ ngồi nghe đâu. Bởi vì thật sự là càng ngày ấy, em mọi người thấy không, rất là nhiều livestream nha, trên các nhóm hội này, mua bán này, bán quần áo này, bán mỹ phẩm này, bán túi sách này, giày dép này, rất là nhiều người tức là làm livestream để chia sẻ. Nhưng mà cá nhân em thì em lại thấy rằng là mỗi một lần em làm livestream ấy, cái cách mà em làm livestream thì em lại nghĩ theo cái hướng của em thôi. Những cái mà em chia sẻ là những cái mà em mong muốn là những người phụ nữ họ sẽ tốt dần lên. Ví dụ như là về dưỡng da, make up, rồi bất cứ một cái gì mà em cảm thấy rằng có ích thì em sẽ chia sẻ. Và những cái mà em chia sẻ thì nó giống như là giống như là bạn gái với nhau ấy. Mình có cái gì hay, có cái gì thơm thảo thì mình muốn cái người bạn của mình cũng được hay và cũng được thơm thảo như vậy. Thì đó là cái mục đích của em. Tức là em làm livestream rất là có mục đích. Chứ không có phải là không có mục đích. Nhiều chị cứ bảo là con này nó cứ như kiểu con này nó bị điên ấy. Con này nó cứ lên livestream và lên mạng nó nói kiểu lên thiên rồi nó nói kiểu xàm xú đi đố. Không, em đều có mục đích của em cả. Em đều có mục đích của em cả. Mục đích của em thì rất là rõ ràng. Dĩ nhiên là em vẫn bán mỹ phẩm và em vẫn bán đồ dưỡng da, đồ make up. Cái đó thì em làm 6-7 năm nay rồi, thì em thấy là những cái đó là cái công việc làm việc làm ăn của em, thì em vẫn chia sẻ với mọi người thôi. Nhưng mà kèm theo đó thì những cái mà em muốn chia sẻ tới thì nó cũng có mục đích cả. Mọi người muốn em dạy tiếng Anh, chị ơi em không phải giáo viên dạy tiếng Anh. Với cả em cũng nói với mọi người rất là lâu rồi, có những cái livestream mà em nói về cái việc mà học tiếng Anh ấy với mọi người rất là lâu rồi. Thực sự á, cái người thầy tốt nhất của mình thì vẫn là bản thân mình thôi. Khi mình có nhu cầu học và khi thật sự mình muốn học thì mình sẽ tìm cách mình học. Chứ còn nếu như bây giờ một ai đó có động lực, có chỉ dạy cho mình hay như thế nào đi chăng nữa, cũng không bằng cái việc là mình tự giác và tự ý và tự ý thức được cái việc đó và tự giác cái việc đó mà mình làm. Đó, chia sẻ cái đó xong rồi. Còn cái gì nữa không nhỉ? Hình như em cũng còn một vài cái tips nữa, nhưng mà thôi chắc để lần sau đi. Có vài cái tips nữa để mà mình lúc nào mình cũng thoải mái, thơm. Thơm, xinh xắn, sạch sẽ. Nhiều chị cứ bảo là nhiều khi mình cứ phải lồng lộn xinh kiểu như kiểu hoa hậu diễn viên mà không cần thiết các chị ạ. Quan trọng là mình phải sạch sẽ. Cái sạch của cái việc mình chăm sóc bản thân mình á. Da nhiễm chì thì phải làm sao? Chị ơi, cái đó chị phải đi điều trị là một cái. Thứ hai là cái việc mà chị bị nhiễm chì đó. Việc đầu tiên là chị dừng ngay lại sử dụng cái sản phẩm nào mà nó có bị nhiễm corticoid hoặc là nhiễm chì như chị nói, là mình nên dừng lại. Cái thứ hai nữa là mình dùng những cái sản phẩm dành cho da nhạy cảm. Mặt em đang bị nhạy cảm rất là ghê mọi người. Đây này. Rất là ghê luôn ấy. Da nhạy cảm lắm 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 luôn ấy. Nó đỏ lắm. Từ mặt trong mọi người sẽ bị thấy, mọi người sẽ thấy là da nó sẽ đỏ lên này. Từ cái đợt em mổ xong, da em bị nhạy cảm lên rất là nhiều.
đây mình phút rửa mặt nha. Chị cũng đỡ đỡ đau rồi, mổ hơn một tháng rồi thì cũng thấy đỡ rồi, nhưng mà vẫn nói chung là vẫn đau. Vẫn đau đấy. Cảm ơn em hỏi thăm nhá. Dầu tẩy trang hay nước tẩy trang? Tùy nha em ơi. Thật ra ấy, cái nước tẩy trang ấy thì nó sẽ không thể nào mà lấy được nhiều cái sao ta, nó sẽ không sạch sâu bằng dầu tẩy trang, đấy là điều chắc chắn. Nhưng mà cái nước tẩy trang ấy thì nếu như mà em không có, sau khi em tẩy trang xong em rửa mặt á, mà em rửa mặt không kỹ á, hoặc là đó cái kiểu như vậy làm sạch không kỹ á, thì không vấn đề gì. Nhưng với dầu tẩy trang nếu như em không có một cái bước gọi là cái bước oh my god, đấy đang vấn đề này sợ rằng vấn đề kia là kiểu là đầu óc bị quay cuồng đấy. Cái bước gọi là sao ta, tự nhiên mình bị quên ta, mình nói biết bao nhiêu lần rồi đấy. Đó, chị là cứ như trên mây ấy, không biết sao mổ xong kiểu cứ điên không nhớ rõ được đâu. Nó gọi là cái bước mà mình massage xong mình cho nước vào nhỉ, gọi là gì nhỉ, ôi 1000 lần mình nói với cả mọi người bao nhiêu lần dùng dầu tẩy trang đã nhắc mọi người rồi. Nhũ hóa, ừ đúng rồi, nhũ hóa. Ừ, thì cái dầu tẩy trang ấy em phải nhũ hóa. Cảm ơn mọi người đấy, mấy chị mà đang nhớ bài là đang nhắc lại cho em bên này đấy, đúng rồi. Thì khi mà mình nhũ hóa sạch ấy, thì da của mình nó mới không bị lên mụn. Còn nếu như mình không có nhũ hóa, không có cái bước nhũ hóa thì nó sẽ bị lên mụn. Và đặc biệt này, cái da mà tùy theo mình lựa chọn ha, cái dầu tẩy trang và cái nước tẩy trang nó có rất là nhiều điểm khác nhau. Thế nhưng mà cái nước tẩy trang ấy, nó hầu như là phù hợp cho tất cả các loại da. Ok? Nhưng mà với cái da nhạy cảm và cái da mà có mụn ấy, thì cái dầu tẩy trang lại thích hợp nhất. Tại vì khi mà em dùng dầu tẩy trang á, mọi người đừng nghĩ là dầu tẩy trang là lấy hết cái lớp dầu của mình đi rồi này kia các thứ, không phải như vậy. Hoặc là bôi dầu lên mặt mình, không phải như vậy nhá. Cái dầu tẩy trang á, nó rất là tốt. Và khi mà em kết hợp với những cái động tác massage ấy, thì ví dụ như mặt em mà bị như kiểu bị dị ứng này, da dễ bị dị ứng, da kích ứng này, da nhạy cảm này, hoặc da có mụn này, thì những cái việc mà em dùng những cái bông tẩy trang này em chà như thế này ấy, thì dẫn tới cái việc là da của mình nó dễ bị kích ứng hơn nữa. Đó, kiểu như vậy ấy. Hiểu với chị không? Cho nên là nếu như mà em dùng được dầu tẩy trang thì tốt, mình chỉ massage thôi. Đó. Ok, hy vọng là cái câu trả lời của chị Húc giúp ích được cho em. Chồng chị đâu rồi? Chồng chị sẽ không nói đến chồng chị nữa em ạ. Chắc là chị cũng chia sẻ cái vấn đề này lâu ơi là lâu rồi ấy. Trước đây ấy thì chị rất là vô tư, thật sự. Hai năm trước hả? hơn hai năm trước chị rất vô tư. Ba năm trước chị rất vô tư. Chị cũng tâm sự thật với mọi người rất là nhiều lần là chị rất vô tư. Tính chị từ trước đến giờ, nói thật ấy, là tính em từ trước đến giờ em rất vô tư, bởi vì em luôn luôn nghĩ rằng là mọi người đều là người tốt hết à. Em không biết nữa, tại vì bản thân em chưa bao giờ, đúng có trời có đất, em chưa bao giờ em hại một người nào hết. Em không bao giờ em lập kế hoạch để em hại một ai đó, hay là em tìm một cái gì đó để em làm cho người ta kiểu cuộc sống của người ta khó khăn hay là khổ sở ấy. Đời em chưa bao giờ biết hại ai. Đời em có vài thứ mà em nghĩ rằng là em có thể đường chính gọi là đứng ở đây mà nói, em chưa vay tiền của ai. Thật. Chắc hình như là em có vay 1-2 lần, nhưng mà em vay xong rồi 1-2 tuần sau là em trả luôn. Nhưng mà em không có cái kiểu mà vay tiền của cái người không quen biết hoặc bạn bè mới như nào. Hình như em vay tiền đúng 2 lần. Và tuần sau trả, tức là chưa có lương, ở đấy đi làm chưa có lương. Thế là hết tiền ăn, thế là phải vay, thế vay tiền chị họ. Đúng 2 lần duy nhất. Ngoài ra em không bao giờ em vay tiền của ai, kể cả em nghèo mấy, em khổ mấy, em chưa bao giờ phải vay tiền của ai kiểu như vậy cả. Và cái thứ hai là em chưa bao giờ em lập mưu cái hãm hại hay là kiểu khiến cho người ta phải khổ sở. Thì tính của em từ trước giờ em nghĩ như thế. Em chưa bao giờ hại ai, cho nên là đầu em cũng nghĩ rằng là chẳng ai cũng sẽ kiểu đi hại mình hoặc là kiểu ghét bỏ mình gì mình đâu, rồi mình cũng chả làm gì cả. Nhưng mà lúc đấy thì em rất là thoải mái, thật sự. Em rất là thoải mái thì những thứ mà em chia sẻ thì em chỉ cảm giác là
Nó là một cái niềm động lực, bởi vì em thấy rằng là những cái người phụ nữ mà đang sống trong cái cuộc sống hôn nhân không được hạnh phúc và họ cảm thấy họ bị bí bách, hoặc là có những người mà đến cái độ tuổi kết hôn nhưng mà nhìn thấy là toàn hôn nhân là toàn không có hạnh phúc, toàn thấy chồng đánh đập vợ hoặc chồng bia rượu hoặc là kiểu chồng cặp bồ cặp bịch ấy. Và mình đọc trên báo toàn thấy đánh ghen cặp bồ giật chồng gì đó, thì lúc đấy mình có cảm giác là cái cuộc hôn nhân của mình và cái chuyện câu chuyện tình yêu của mình ấy cũng là một cái gì đấy mà nó là một cái động lực cho những cái người khác, để mọi người thấy rằng là ít nhất trên cái thế giới này vẫn có những cái người mà người ta vợ chồng người ta vẫn là sống có thể là nhìn trước nhìn sau, lo cho nhau, thương cho nhau kiểu như vậy. Nó là một cái chút động lực. Thế xong rồi em kiểu rất là thoải mái, giống như em ngồi ở đây ấy, các chị ngồi ở đây xem livestream của em nhiều sẽ biết được rằng là em rất thoải mái. Từ những cái thứ nhỏ nhất, nhỏ nhặt nhất tới những cái thứ lớn nhất, như là chia sẻ về chuyện tình cảm, tình yêu, gia đình, làm thế nào để thảo mai. Mặc dù trên mạng xã hội sẽ không ai làm cái điều đó cho các chị, không ai dám gọi là em đây này, em sẽ thảo mai, em sẽ hướng dẫn cho chị làm cách này, làm cách kia, để mình thế này, để mình thế kia. Không ai dám làm điều đấy đâu các chị. Những cái điều đấy là chỉ có chia sẻ với lại những người bạn thân nhất của mình thôi. Bởi vì chỉ những người bạn thân nhất của mình họ sẽ không đánh giá, họ sẽ không phán xét. Bởi vì mình mong muốn cái điều tốt, đẹp dành cho họ, thì mình sẵn sàng mình chia sẻ những cái gì mà mình biết, những cái thứ mà thật lòng nhất. Xong rồi một thời gian sau thì em thấy rằng là không phải ai cũng như mình nghĩ. Nhiều khi họ cứ nghĩ, họ cứ... em không biết đó, vì mình thật thà quá. Họ nói gì mình cũng không nghĩ gì nhiều cả. Mình cứ nghĩ là mình có sao mình nói vậy, mình chia sẻ rất là thật tình. Thế xong rồi nhiều thứ mà kiểu thêu dệt lên mà em cảm thấy nó không phù hợp với gia đình em ý, và không phù hợp với cả mối quan hệ của hai vợ chồng em. Cho nên là em dừng lại, em không có chia sẻ nhiều. Thỉnh thoảng em cũng có chia sẻ đây đó một hai cái câu chuyện nhỏ nhỏ, nhưng mà em không có đi sâu vào cái chuyện là nói về chồng mình. Bởi vì hình như lúc đó các chị nhìn em với một cái con mắt khác. Trước đó thì các chị, em không biết các chị nghĩ sao, nhưng em thấy các chị khi mà em chia sẻ rất chân tình thì các chị lại nhìn em với con mắt là con này chắc là nó thích khoe chồng. Mày nghĩ trên cuộc đời này mỗi mình chồng mày tốt thì mày thích khoe chồng này, này kia. Thì lúc đó em nghĩ rằng như này này, bản thân em ý, cá nhân em này, em không có phải, đến lúc mà em lấy chồng em cũng không đổi tên của em sang tên của chồng em. Mặc dù phần đa các cái cô gái Việt Nam mà lấy chồng nước ngoài ấy thì thường là đổi tên cái họ của mình ấy. Tên của mình thì vẫn giữ, nhưng mà cái họ của mình thì sẽ đổi họ sang họ của chồng. Cá nhân em thì em cảm thấy rằng là tôi lấy anh, và em làm rõ việc này, em thấy rằng em lấy chồng em, và em là một cá thể hoàn toàn khác biệt. Chồng em là một người hoàn toàn khác biệt, em là một người hoàn toàn khác biệt. Và em nghĩ cái việc mà vợ phải bỏ tên của mình, bỏ họ của mình để lấy họ của chồng ấy, em thấy không cần thiết. Bởi vì cá nhân em là một người, em muốn người ta biết tới em, và em muốn những cái người xung quanh em, thậm chí chồng, bạn của chồng em biết tới em bởi vì là em, vì chính con người của em, chứ không phải là vì em theo tên của chồng em. Cho nên khi mà mọi người nói đến cái chuyện mà ô chắc bà này bà khoe chồng, chắc bà này bà thế này với kia, em thấy không cần thiết. Bởi vì nếu như không có chồng em thì con người em vẫn như vậy. Em vẫn luôn luôn chia sẻ những cái mà em biết, những cái mà em cảm thấy rằng là nó có ích. Và em tin chắc rằng lúc nào em cũng có cái niềm tin như thế. Em lúc nào cũng có cái niềm tin là em tin chắc rằng là nếu như em làm là bản thân em thôi, tức là mình không cố gắng để trở thành một người khác, một cái phiên bản khác của bản thân mình chỉ cần là mình thôi, thì chắc chắn họ sẽ yêu mình. Bởi vì ngay bản thân mình biết mình có những cái điểm mạnh gì và những cái điểm yếu gì. Thì em không cần thiết là phải là có chồng em thì mọi người mới thương em hay mọi người mới quý em. Ồ chắc vì cô này có chồng Tây nên là người này quý, người kia quý. Không phải vậy. Họ quý em, họ thương em, và họ thích em, hay là họ có yêu mến em bởi vì chính bản thân em. Cho nên em dừng lại cái việc không có chia sẻ về chồng em nữa. Thì đấy, em chia tâm sự rất thật là như vậy. Mặc dù có nhiều chị sẽ nói rằng là mày nghĩ mày là ai mà bọn tao phải thích mày, em không cần chị phải thích em. Tại vì là có 1.000 người trên thế giới mà, không phải 1.000 người mà có rất nhiều ngàn người trên thế giới, mà cũng em cũng chỉ kết hôn với một người. Thì có rất nhiều người coi livestream của em, nhưng cũng sẽ có những người rất là thương em mà thật sự hiểu. Khi mà họ hiểu và họ thấm được cái những cái từ ngữ mà em nói, mà thật sự họ nhìn thấu tâm can của em ấy, thì cái việc mà người này nói thế này, người kia nói thế kia không quan trọng, mà cái việc họ hiểu em là con người như thế nào. Khi họ nhìn thấu tâm can em và họ nghĩ, họ nhìn thấy cái những cái mà họ đang nhìn thấy và những cái họ đang nghe thấy và những cái họ tiếp xúc, thậm chí nếu như có những chị tiếp xúc với em rồi thì sẽ biết là tâm can em như thế nào, trên ngoài đời như thế nào, thì trên camera cũng như vậy thôi. Đấy,
Nhưng mà có những người họ không muốn cái điều đó thì đấy là việc cái sự lựa chọn của họ thôi. Mình không thể nào mà ép được họ. Thế nhưng mà cũng không vì là ô mày nghĩ mày là ai mà tao phải thích mày, em đâu cần chị thích em. Đấy, kiểu như vậy. Nhưng mà chị cũng không thể nào mà vì chị không thích em mà chị bắt em phải kiểu phải cảm thấy xấu hổ về bản thân mình, hoặc là cảm thấy rằng là em là một người như kiểu không xứng đáng được hạnh phúc, hoặc không xứng đáng được người khác yêu mến, hoặc là không xứng đáng được vui vẻ. Thì nếu như chị nghĩ rằng em phải sống một cái cuộc sống mà kiểu khổ sở khóc lóc, xong rồi kiểu vì chị không thích em, hoặc là chị, hoặc vì chị nghĩ rằng em không phải là người tốt, thì em cho rằng em không cần thiết. Vì em tự bản thân em, tự trong tim em yêu bản thân em đủ rồi. Cho nên cái việc chị yêu em hay không, hay là một người nào đó yêu mình hay không, hay thậm chí chồng mình có yêu mình hay không, cũng không quan trọng. Thật sự không quan trọng mọi người ạ. Đến cái em nói rất chân thành luôn, chị nào sau này lấy chồng rồi cũng thế thôi. Nó là cái kinh nghiệm bỏ túi đấy các chị ạ. Các chị sẽ thấy có những cái chị ấy mà có chồng hoặc là có người yêu, mà nếu mà chồng bỏ hay người yêu bỏ, hay là bỏ chồng hay là bỏ người yêu chẳng hạn, thì cảm giác cái cuộc sống của họ sẽ kiểu bị lung lay ấy, và họ cảm thấy họ không còn cái giá trị nào nữa. Nhưng mà nếu như thật sự mình cảm thấy mình yêu bản thân mình và mình biết giá trị của mình, thì có chồng hay không có chồng, có người yêu hay không có người yêu, nó chỉ là cái thi vị, cái thêm vào cho cái cuộc sống của mình thôi, chứ không phải tất cả. Thế à, ừ. Nếu mỗi người tùy mỗi người từng cái suy nghĩ riêng ấy. Chị thì chị cứ giữ cái họ của chị. Anh ơi, em cứ đi lấy mụn đi nha anh Bảo ơi. Lấy mụn ở spa thì em nghĩ là một tháng mình đi lấy 1 đến 2 lần là được anh ạ. Tùy nha. Mai ơi, hôm rồi coi clip cũ của em nói các giọng vui, thỉnh thoảng xả như vậy cho thoải mái. Em nhiều tài lẻ lắm chị Thảo Nguyên ơi. Em nhiều tài lẻ lắm. Tại vì những cái thời gian rảnh ấy, em rất là hay, em thích học những cái thứ mới mới ấy. Những cái thứ mới mới ngộ ngộ ấy, là em thích học à. Em nhiều tài lẻ, những cái tài mà không phải là quá là nổi trội, nhưng mà mình thấy là mình cũng có nhiều tài lẻ và mình cũng có năng khiếu thật. À, hôm vừa rồi có một bạn mới hỏi em là chị ơi, có một cái live stream á, là chị hướng dẫn là ngồi để cười với dai thế nào. Làm thế nào để cái người con trai họ cảm nhận được rằng là mình thích họ, và làm thế nào để mình tán tỉnh người đàn ông một cách ý nhị, tế nhị và nữ tính, mà không làm cho người đàn ông cảm thấy là mình kiểu hơi sỗ sàng hoặc là vô duyên ấy. Thì hình như là Mai đã có một cái livestream đấy rất là lâu rồi. À, thế nhưng mà thỉnh thoảng ấy thì mọi người vẫn hỏi lại. Lấy mụn xong lỗ chân lông không to anh ơi, cực kỳ thích luôn. Mà cái da của mình nếu mà bị dầu ấy, ôi sướng quá. Da của mình mà nó bị dầu thì anh nên đi lấy mụn ở spa, vì họ sẽ làm rất là chuyên nghiệp. Mình sẽ không bị vết thâm và da của mình nó sẽ rất là sạch. Sau đó thì mình chăm cái gì, mình bôi cái gì, nó cũng sẽ dễ hơn ha. Cái đi lấy mụn spa là một trong những cái mà em thấy là nó cơ bản nhất. Ừ đấy, thì qua cái việc bạn ấy hỏi như thế thì thôi em cũng chia sẻ thêm. Em nhớ là cái livestream đấy ấy, là em có chia sẻ với mọi người cách ngồi và cách nhìn. Nhưng mà cái bạn này, ý của bạn ấy hỏi ấy, là không phải là đi hẹn hò theo cái kiểu là ngồi đối diện với nhau. Bởi vì khi ngồi đối diện với nhau rồi ấy, thì là anh đã biết là anh đã cũng thích mình và mình cũng thích anh ta rồi. Thế nhưng mà ý của bạn ý là muốn làm sao mà dùng bằng ánh mắt của mình và cử chỉ điệu bộ của mình, cái cơ thể của mình, cái body language, cái ngôn ngữ cơ thể của mình, để mình nói chuyện với hai chị yêu. Trời ơi, thả tim cho em. Này, tí nữa vào xem lại cái này đi nhá, hay lắm. Thấy thả tim quá trời, hay lắm. Đang chia sẻ với các chị em về cái này đây này, hay lắm. ABC khi Z gì, thử à. Đấy, thì là ý của bạn ấy là đứng
đứng hoặc là ví dụ mình gặp gỡ một người đàn ông nào đó mà mình muốn dùng cái ngôn ngữ cơ thể của mình và cái ánh mắt của mình để mình gọi là tán tỉnh cái chàng trai đó thì phải làm thế nào, thì hôm nay sẽ chia sẻ thêm. Nó cũng là nằm trong cái phần gọi là làm thế nào để mình quyến rũ hơn và mình thể hiện cái những cái gì ở trong tim của mình bằng cái ngôn ngữ cơ thể và ánh mắt. Thì cái hôm trước thì đang nói là về chuyện ngồi trên bàn ăn rồi, thì cái này mọi người coi lại cái livestream cũ ha, cũng chắc là cũng lâu rồi, năm ngoái thì phải không, chắc nó không phải năm ngoái, nó chắc không phải 8-9 tháng trước thì phải, là em có một cái livestream về ngồi bàn ăn, mình ngồi thế nào, cách để tóc và để tay như thế nào, mắt như thế nào. Thế còn về cái vấn đề đứng ấy, thì một trong những cái khó nhất, và em sẽ làm một cái ví dụ cho các chị hoặc là các bạn để các bạn hoặc các chị hoặc là các em sẽ thấy cái sự khác biệt. Em biết là giờ em cũng chả xinh lắm, mình tóc tai thì cũng gọn gàng và vừa rửa mặt xong, ok, nhưng mà sẽ có sự tự tin nghe thôi đấy, ok, sẽ có sự tự tin của em đây. Và khi mình đứng ấy, phần đa bây giờ em sẽ thể hiện cho các chị thấy là thử bằng cái cách là ví dụ một cái chàng trai và khi mà nhìn thấy một cái mặt mũi của cô gái và cái hình thể của cô gái như thế này thì mọi người sẽ nghĩ thế nào. Ví dụ như một chàng trai đấy tới hoặc là mình tới, mà chàng trai đấy hỏi là ô chào em tên là gì, hoặc là chào em ơi, ví dụ nhiều khi họ bắt gặp họ muốn nói chuyện chẳng hạn, ô em ơi không biết ở xung quanh đây thì có cái quán ăn nào ngon nhỉ, nhiều khi là họ hỏi được, nhưng mà mình thấy cái chàng trai này quá là hợp gu của mình, chẳng hạn là mình muốn bật đèn xanh cho chàng trai đó, thì sau khi hỏi đường chẳng hạn, thì có thể là hỏi đường bởi vì người ta thích mình, hoặc có thể hỏi đường chỉ vì vu vơ thôi, nhưng nếu mình có cảm tình thì mình muốn đáp lại cho chàng trai đó thế nào và làm thế nào để khiến cái cuộc nói chuyện đấy trở thành một cái cuộc hẹn hò, hoặc là nếu không thì là sẽ khiến anh ta kiểu chú ý đến mình hơn, hoặc là có cái nếu như anh ta có thích mình thì mình cũng phải thể hiện lại để anh ta biết được là mình đã bật đèn xanh. Thì nếu như mà anh ta là cái màn hình điện thoại này thì đang hỏi câu đấy, thì mình trả lời là anh muốn ăn cái gì, anh muốn ăn bún đậu mắm tôm à, thì đấy anh đi thẳng nhá, xong rồi ở bên trái đường kìa, anh rẽ trái xong rồi đi thêm 3 nhà nữa thì cái nhà bên tay trái ấy, là nhà bún đậu mắm tôm đấy, ok xong. Thì mọi người thấy không, nó cũng là một cái, đấy là cái cách bình thường thôi ha, cách bình thường. Bây giờ em sẽ đặt một cái điệu bộ khác của một cái, cũng là cái câu hỏi đó, và hỏi ra là có nhà quán bún đậu mắm tôm đâu, mà mình cảm thấy rằng là mình không biết là anh ta có thích mình hay không, nhưng đại loại là mình có một cái cơ hội và mình cảm thấy trong tim mình cảm thấy mình thích anh ta chẳng hạn, hoặc là mình muốn có cái cơ hội nhiều hơn với anh ta chẳng hạn, thì thay vì mình ngồi mình đứng thẳng đối diện như thế, mình đứng này, đứng chéo, lệch sang, tùy mọi người nhá, cái góc mặt của mọi người góc nào đẹp hoặc là phù hợp với cái chỗ đứng, nhưng mà chéo bên tay phải cũng được, chéo bên tay trái cũng được, nhưng mà nên chéo. Và ví dụ mặt anh ta thì là đang đối diện mình như thế này, thì thay vì mình đứng thẳng như thế này, đối diện thẳng anh ta, mình đứng chéo một góc như thế này. Mai điện thoại cho nó ra. Mình đứng một góc như thế này, mọi người nhớ nhá, đứng một góc như thế này. Và cái góc ấy, mà của con gái đẹp nhất ấy, là cái góc nghiêng và cái góc hơi xoay người như thế này, đứng thẳng như thế này ấy, thì chỉ có gọi là các khoa hậu người mẫu họ kiểu biểu diễn hình thể thôi. Bởi vì khi mà các chị đứng thẳng như thế này mà các chị có vuốt tóc hay làm một cái động tác gì ấy, thì nó chỉ là một động tác vuốt tóc bình thường thôi. Nhưng khi kết hợp thêm cái ngôn ngữ cơ thể của mình và mình biết cách đứng ấy, thì mình có thể đứng chéo sang một bên. Và khi mà mọi người đứng chéo sang một bên như thế này ấy, tùy theo cái chiều cao của anh ấy nhá, nếu như anh ấy quá cao thì đừng có đứng lại gần quá, mà kiểu đứng hơi hơi xa xa. Mình biết cái tầm ngắm mà mình nhìn lên ấy, mình nhìn lên á, để mình nhìn. Bởi vì là nhiều khi là anh ta cao quá, mình đứng gần đây em chẳng biết, mình ngửa mặt lên nhìn rất là xấu. Mình phải biết được cái góc mặt của mình. Và các chị có thể tập luyện ở nhà, nếu như có gương thì vẽ lên trên tường ấy, ví dụ một chàng trai cao 1m7 thì mình sẽ phải nhìn cái hướng nào, mà 1m75 thì nhìn hướng nào, 1m65 thì nhìn hướng nào. Em thấy con trai phần đa thì tầm khoảng hơn 1m7, thì cái phần hơn 1m7 thì em nghĩ là đứng cái khoảng cách nó gần vừa đủ, đừng sát quá. Nếu như mà nó xa quá mình nên tiến lại gần rồi mới nói. Khi ta anh ta hỏi là hỏi đường như thế, thì mình có đừng đứng ở xa mình trả lời luôn,
con gái mình lúc nào mình cũng có cái gọi là sao ta có cái quyền năng, mình được phép chậm các chị ạ, make up chậm. Người yêu đến là phải đợi 30 phút sau khi make up xong mới được đi chơi cơ mà. Mình có cái quyền năng được phép chậm nha các chị nha. Cho nên mình cứ từ từ mình đi lại, mình chọn đúng cái địa điểm mình đứng, mình không có cần thiết mình phải đứng từ xa, mình chạy lại mình nói, như thế là nó không có được nữ tính. Tin em đi, từng cái chi tiết nhỏ nó sẽ tạo nên cái sự khác biệt rất lớn. Sự tinh tế nó sẽ nằm trong những cái chi tiết nhỏ như vậy. Thì khi các chị tới đủ gần mà cũng không quá xa, em nghĩ là tầm khoảng một sải tay là được rồi. Một sải tay hoặc hơn một tí. Đừng quá gần gần quá thì cũng không được, nhưng mà đừng có xa quá. Em nghĩ tầm khoảng một sải tay hơn một tí như này. Mình đứng mình một sải tay như này là mình biết nhắm một cái khu nào rồi, và mình nghiêng người. Và lúc này ấy, các chị sẽ thấy là cái động tác khi các chị vuốt tóc như thế này với cái động tác thẳng như thế này thì nó sẽ là một cái động tác bình thường. Nhưng nếu bây giờ em quay người và em vuốt tóc và em nghiêng lên như thế này thì các chị có thấy là nó có cái độ nữ tính, nó có cái độ duyên dáng không? Em thì không biết diễn tả thế nào. Thật sự em không phải là diễn viên hay là một cái người nào đó mà giỏi để có thể gọi là truyền tải những cái đó. Thế nhưng mà các chị có thể vuốt tay trái hay vuốt tay phải, tùy các chị, tùy vào cái tóc của các chị rẽ từ ngôi trái hay từ ngôi phải. Thế nhưng cho dù chị có vuốt bên trái hay bên phải gì chăng nữa thì nhìn nó sẽ rất là duyên dáng. Em làm lại cái động tác này các chị sẽ thấy này. Ví dụ như là nhìn thẳng như thế này, nhìn thẳng như thế này, hoặc là vuốt một tay như thế này. Thường thì em nghĩ rằng là nên vuốt một tay thôi, vuốt một tay như thế này thôi ha. Và cái nếu như mình để nghiêng người như thế này ấy, thì các chị sẽ thấy rằng dù em vuốt bên tay trái hay em vuốt bên tay phải, nó đều là một cái động tác rất nữ tính, đúng không? Và đặc biệt nếu như mà nhìn từ góc trên nhìn xuống nữa thì nó lại càng thể hiện cái sự nữ tính của mình hơn. Mà đàn ông thì thích nhất là con gái nữ tính, đặc biệt luôn, rất là thích nữ tính ha. Và những cái này là mình phải tập luyện, và khi mình tập luyện nhiều, mình làm nhiều thì nó sẽ thành thói quen. Và em chia sẻ thêm một cái rất là chân thành nữa, khi mình vuốt tóc ấy, tùy các chị ha, nhưng mà nếu như tóc các chị mà ví dụ trong trường hợp mà để thả ra chẳng hạn, em thả ra để em diễn tả cho các chị dễ hiểu này. Nếu tùy theo cái kiểu tóc của mình, nhưng mà mình cũng chỉ có vài kiểu thôi, nhưng nếu như trong trường hợp mà các chị mà có vuốt tóc ấy, tóc em mà đang ướt này, vừa rửa mặt xong, cái cách vuốt tóc nhá, cái này là cái bí kíp này em nghĩ em chưa chia sẻ luôn nhưng mà em thấy là nó rất là hay. Và em học được cái cách vuốt tóc này, em cũng nói luôn là em không phải là em nghĩ ra nó, mà em học được cái cách vuốt tóc này từ một ngôi sao rất nổi tiếng. Và cái ngôi sao này là cái ngôi sao em hâm mộ cho nên những thứ mà em học được em sẽ chia sẻ luôn. Ngày hôm nay ví dụ tóc đây em thả ra nhá, nó hơi ướt, bây giờ em thả ra này, ví dụ chẳng hạn như thế, để em lấy ví dụ cho các chị thôi ha. Rồi em muốn vuốt cái cọng tóc này lên chẳng hạn, trong trường hợp mà tóc chị thả xõa vào hai bên chẳng hạn, thì thay vì các chị vuốt cái kiểu như này, và bây giờ em vuốt một cái kiểu khác cho các chị xem này, hai cái đầu ngón tay này hoặc ba cái ngón tay này, tùy nhá, hai cái này hoặc ba cái này tùy các chị nhá. Thường là em chỉ có dùng hai cái thôi, và ngón tay cuối các chị cong lên này, và các chị đẩy này, khác với cái việc các chị vuốt như này. Ví dụ các chị vuốt như này đi, mà bây giờ em đổi này, em đổi cái tư thế em vuốt này, thấy nó nữ tính hơn không? Nếu như là để như này nhá phải học hết đấy các chị ạ. Những cái này em chia sẻ rất thật lòng đấy, không phải là mình một sớm một chiều mình có thể trở nên một cái người phụ nữ quyến rũ và đẹp và tuyệt vời đâu các chị ạ, phải học đấy. Ví dụ như bây giờ bình thường em thấy các chị cũng hay vuốt như thế này hoặc như thế nào đấy, chẳng hạn như này vuốt cho nhanh, hoặc nhiều khi là vuốt như này, cào cào này xong rồi vuốt như này. Nhưng mà nếu như các chị mà muốn dẹo trai hoặc các bạn mà muốn dẹo trai, hoặc là dẹo trai mà kiểu mình thể hiện cái sự nữ tính mà mình khiến cho người đàn ông cảm thấy rằng cô này rất là nữ tính và đẹp, thì đẹp nó có rất là nhiều nghĩa. Nhưng mà em nghĩ là đẹp và duyên dáng ấy, từ những cái cử chỉ rất là nhỏ. Và cái này em chưa chia sẻ bao giờ cả, em đã học từ cái cô Selena Gomez rất là nhiều, và em thấy cô ấy là rất là nữ tính. Và cái cách vuốt tóc của cô là như này, nếu mà để nghiêng các chị sẽ thấy. Hoặc là ví dụ muốn chỉnh tóc thì thay vì cào cào này,
vuốt này, hai ngón tay này, vuốt này. Bây giờ em thành thói quen rồi các chị ạ. Thành thói quen rồi. Chứ trước đấy là em không có những cái động tác như vậy đâu. Xong rồi đấy, những cái động tác như vậy, vuốt này, lúc nào em cũng là hai cái ngón tay này em vuốt, chứ em không để cả ngón tay như này, hay em không cào cào như này, tay mình lúc nào cũng để thẳng này, đấy, vuốt thế này, thì nó mình vẫn có kết quả mình muốn, là mình chỉnh lại tóc của mình, nhưng chỉnh một cách rất là nữ tính, rất là nữ tính luôn các chị ạ. Thì đấy, cái thề luôn, cái tip này ấy, em mà chia sẻ cho các chị, khi các chị áp dụng, các chị sẽ thấy thật sự ngay trong cái việc mình làm cái việc đó thôi, mình thấy mình rất nữ tính. Cái cách mà đẹp ấy, nó đẹp theo cái theo đúng với cái quan điểm của em ấy. Mình đẹp khi mình cảm thấy mình đẹp và mình tự tin và mình nữ tính, chứ không cần phải là đến một người khác nói với bạn điều đó. Vì khi mình thực sự mình cảm nhận được cái điều đó rồi, thì cho dù ai nói hay là ai khen hay ai chê mình, khi mình đã tự cảm nhận mình đẹp rồi thì những cái lời khen chê đó, khen thì mình thấy vui mà chê thì mình cũng thấy bình thường, chả vấn đề gì, nó không ảnh hưởng gì đến cái cảm nhận của mình cả. Thì đó, ok, thì mình đứng nghiêng như thế này và mình vuốt như thế này và mình mắt mình liếc lên, và quan trọng cái mắt này. Đây, ngón tay như thế này, hai ngón tay như thế này nhá. Cho nên các bạn mà follow những cái người mà hot girl, hoa hậu, diễn viên, người mẫu nổi tiếng ấy, nếu như mình thật sự thấy đấy là cái hình tượng của mình muốn hướng tới, thì mình nên để ý xem là từng cái động tác của họ như thế nào. Bởi vì đẹp xong rồi có duyên nữa, thì từng những cái thần thái họ thoát ra mình phải cần phải học những cái đó, và mình cứ làm quen thì nó sẽ thành cái thói quen thôi. Tự nhiên mình làm như thế chứ cũng không cần phải cố gắng nữa, nó thành cái thói quen của mình. Đây, vuốt hai ngón như thế này xong nhá. Thêm nữa này, khi mình đứng như thế ấy, thay vì mình đứng đơ như này, vai của mình có thể hơi lắc lắc một tí, nhưng mà không phải lắc cái kiểu như này, lắc kiểu vô duyên này đâu. Mọi người có hay thấy là những cái người đàn ông mà đóng giả đàn bà ấy, mà kiểu những cái gọi là sao, những cái tiểu phẩm hài ấy, những cái người đàn ông mà đóng giả đàn bà là cứ hay trêu nhau là cứ mặc áo xong rồi cứ lắc 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 ngực như này không? Mọi người thấy không? Có không? Và mọi người thấy mắc cười quá. Nhưng mọi người có bao giờ nghĩ tới cái việc là tại sao lại như thế không? Tại sao những người phụ nữ thật sự thì họ không bao giờ họ dùng những cái động tác này, em không thích kiểu như thế. Những người phụ nữ thực sự như chị em mình sinh ra đã là người phụ nữ thì mình không bao giờ mình làm như thế. Nhưng không hiểu tại sao cứ người đàn ông nào kiểu cứ đóng giả phụ nữ thì họ hay có cái động tác này lắm. Em không thích, đau lưng quá, lắc mạnh đau. Em không thích kiểu làm quá là như thế. Thì thật sự nó xuất phát từ cái việc người đàn ông họ cảm thấy phụ nữ, khi mà phụ nữ hơi lắc lắc cái phần vai của mình ấy, là cái lúc họ sexy nhất, và đó là cái lúc mà họ cảm thấy là cái người phụ nữ đó đàn bà nhất, nữ tính nhất. Cho nên là họ, khi mà họ bắt chước làm phụ nữ thì họ nghĩ rằng là để thành phụ nữ thực sự là phải có cái động tác đó. Em nói như này, các chị cứ để ý những cái tiểu phẩm hài này xem, và các chị thấy cái điều đó, và khi các chị thấy cái điều đó và các chị nghĩ theo đúng cái logic của em thì các chị sẽ thấy đúng như vậy. Vì một người phụ nữ thực thụ họ sẽ không làm điều đấy. Nhưng mà những người đàn ông kiểu đóng phim là phụ nữ, hoặc là phải giả dạng phụ nữ để đóng giả một cái vai phụ nữ chẳng hạn, thì họ hay làm như thế lắm. Và bởi vì họ cảm thấy họ thích cái lúc mà phụ nữ làm như thế, tự nhiên cái hormone trong người đàn ông họ cảm thấy rằng là phụ nữ là phải như vậy. Nhưng mà mình không cần thiết phải kiểu làm quá lên như thế, vì nó sẽ không có nữ tính, và nó sẽ không có nhẹ nhàng và dịu dàng. Vậy nên là mình chỉ làm nhẹ thôi, và cái lắc vai của mình không phải lắc quá nhiều, mà mình lắc rất là nhẹ thôi. Đó, mình vuốt, khi mình nói ấy, mình không có đứng nguyên một chỗ, mà mình cứ hơi sang một chút và tới một chút, không nhiều ha, lâu lâu lại làm như thế. Và cái vai của mình hơi lắc 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 thật nhẹ thôi. Đây này, như này thôi này. Đấy. Chứ đừng có như này nhá. Nhẹ nhàng như thế thì tự nhiên á, cái người đàn ông họ sẽ bắt đầu họ chú ý đến cái mình hơn. Ok, và cái cuối cùng này, lúc nào cũng cười. Và cười thì hình như cười em đã chia sẻ cho các chị chưa nhỉ? Chia sẻ chưa? Đau lưng quá. Nhanh lên để em đi nào. Hình như là chưa phải không? Chưa hay là rồi nhỉ? Cười cũng là một cái nghệ thuật đấy. Chị nào coi livestream của em nhiều, kiểu livestream của em nhiều và coi rất là nhiều livestream của em, comment
anh đã chia sẻ chưa nhỉ? Chưa. Chưa. Ừ, thế thì chia sẻ luôn trong cái livestream này nhá. À, thì khi mà mình cười á thì đây cũng là một trong những cái cách cười này. Nếu như mà em sẽ show cho các chị hai cách để các chị sẽ nhìn thấy cái sự khác biệt từ những cái chi tiết nhỏ, các chị sẽ thấy có cái sự khác biệt trong nó. Ok, ví dụ này, cười này. La 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 la, anh ta nói một cái gì đó. Hoặc là ví dụ như mình muốn cái người đàn ông đó biết được rằng là mình thích anh ta, hoặc là mình bật đèn xanh cho anh ta, thì cái đụng nụ cười từ cái dáng dấp mình đứng này, từ cách mình vén tóc này, từ cách mình rung cái bờ vai hơi nhẹ nhẹ này, tới cái lúc mà mình cười ấy, thì nó cũng là cái nụ cười cũng là một trong những cái mà mình cần phải làm khi mình muốn cái người đàn bạn muốn bật đèn xanh cho người đàn ông đó, muốn hỏi thêm câu hỏi về mình, hoặc là muốn kiểu để cho mình có thêm cái cơ hội để nói chuyện với anh ta. Thì điệu cười quyết định tất cả. Cho dù chị có dở lắc vai tới mấy, hay là cho dù chị không biết vuốt tóc tới mấy, nhưng nếu như chị biết cười đúng cách và mắt chị biết dùng đúng, mắt và đôi mắt và cái nụ cười là hai cái thứ mà chị không cần phải nói mà người ta vẫn có thể hiểu ý của mình. Thì cười ha, em cười này, em sẽ có hai điệu cười ở đây và các chị sẽ thấy rằng là nó khác biệt. Ví dụ cười này. Và bây giờ em cười theo một cái kiểu này. Hơi mắc cười. Thấy không? Thấy hai điệu cười này không? Em hơi xấu hổ. Em không biết cười thế nào. Em không biết cười thế nào, nhưng mà không phải là không biết cười, mà em không biết cười thế nào trước camera để mọi người có thể thấy được cái điều đấy. Thế tại vì những cái điều này là em thấy nó là hơi kiểu hơi thì hy vọng là khi mà em cố gắng gọi là để thể hiện cho mọi người thấy hết, thì mọi người có thể nhìn thấy được hai cái sự khác nhau giữa hai cái điệu cười đó. Và hãy áp dụng những cái điệu cười đó. Khi các chị cười, mắt các chị cũng phải cười, và răng các chị cũng phải cười nữa. Nhưng mà cái điệu cười mà kiểu cười như này, không, đấy, cứ cười như này, thì nó chỉ là cười kiểu nhe răng ra thôi ấy. Nhưng nếu mà mình cười với người đàn ông ấy, thì mình nên cười cả mắt nữa. Mắt mình phải chớp, nhưng mà đừng có chớp kiểu này nhá. Chớp nhanh như này là như kiểu bị bà này hiểu bị có vấn đề ấy. Chớp rất là chậm. Chớp. Đấy, ví dụ thế. Chứ đừng là chớp. Nè, em làm lại lần nữa nhá. Nè. Đấy, xong rung thế không? Em chả biết nào. Nói chung em không biết thả thính đâu. Lúc nào mà em phải make up lồng lộn lên, xong rồi kiểu mặc quần áo vào, lúc đấy mình cảm thấy mình sexy rồi thì em làm tốt lắm. Nhưng bây giờ em thấy em không sexy, vì em đang mặc một cái bộ quần áo đi ngủ và tóc tai là xè. Nhưng mà khi mình cười á, mà mình không thể nào mình cứ cười mãi như này được, là nó bị điên ý. Mình cười này, cười này, và khi mình muốn cười nó phải có cái độ ngừng, chứ không thể nào lúc nào người ta nói cái gì đó mình cứ cười như này. Người ta đang nói mình cứ cười đây, dự đang nói chuyện với chàng trai đó cứ cười đây, rất kỳ. Mình cười mình phải ngậm lại, nó phải có cái thời gian cười và thời gian nghỉ. Thì khi mà mình nghỉ ấy, có nhiều chị cười kiểu này này. Kiểu rất kiểu khi mà chị cười ấy, cười xong này khép miệng này, thấy không, có cái đoạn mà mình khép miệng, mình cái môi của mình nó phải chạm vào với nhau. Và mình nói chung, chị nào mà xem những cái người nổi tiếng ấy, những cái người nổi tiếng không biết ở Việt Nam thì em chả follow chị nào hết, nhưng mà ở nước ngoài ấy, có chị nào thích cái nụ cười của Angela Jolie không, của cái diễn viên mà được mệnh danh là nữ minh tinh gọi là sexy nhất hành tinh đó. Thì khi mà cô ấy lên cái lúc mà cô đi dự sự kiện ấy, mọi người sẽ thấy cái điệu cười cô ấy bắt chước cái điệu cười đi rất đẹp. Cười, hở hết răng, nhưng mà lúc bắt đầu cô nghỉ này, lúc nào cô cũng... Đó, thì bao giờ cũng cười có răng này, xong rồi nghỉ này, hơi ngậm miệng lại, sau đó thì
lại cười, lại cười mỉm. Sau đó lại cười, lại cười mỉm. Đấy, cái kiểu cười như thế lúc nào mình cũng có cái cảm giác là nó có cái độ nhấn nhá chứ không phải cứ cười. Kiểu như thế. Đẹp được mới tự tin được chị nhờ. Thật ra không đúng em ạ. Đẹp xong rồi mình mới tự tin, nhưng mà mình cũng phải học cách yêu bản thân mình. Khi em yêu bản thân em rồi thì chắc chắn em sẽ tự tin. Tại sao chị lại nói như thế? Thật ra mà để mà dùng cái từ đẹp ý, trong thế giới hiện tại mà có quá nhiều công cụ để làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, tất cả những cái thứ gì răng xấu có thể sửa, mũi, mắt, hàm, cằm, cái gì xấu cũng có thể sửa. Nhưng mà chỉ có một thứ mà người ta không thể nào em dùng tiền em mua được, là cái sự tự tin ở trong bản thân mình. Thì đẹp nó cũng chỉ đến một mức độ nào đấy thôi. Em có tin không? Chị như thế này và chị cảm thấy chị rất đẹp. Và khi chị nói câu đấy thì chị kiểu bị nhiều người kiểu chửi lắm. Hoặc là bảo là mẹ mày nghĩ mày là ai, chẳng phải hoa hậu diễn viên gì, mày có phải là xinh đẹp gì đâu, trông mẹ như con điên ấy. Rất nhiều người chê chị. Nhưng mà chị thì cảm thấy rằng là mình đẹp như thế rồi, tự mình cảm thấy mình đẹp rồi. Còn cái chuyện mà đẹp đúng cái mức mà mình mong muốn, thế còn cái việc mà người ta cảm thấy mình không đẹp, đấy là vì của người ta. Thì đấy, cái đấy nó phải có cả sự tự tin nữa. Mình phải yêu cái bản thân mình. Nhiều người nghĩ rằng là chị đi phẫu thuật thẩm mỹ cho nên là chị không yêu bản thân chị. Không phải, chị rất yêu bản thân chị và chị cảm thấy chị rất đẹp. Chị tự cảm thấy chị đẹp. Cho nên là những cái người khác mà họ cảm thấy chị không đẹp thì chị cũng thấy rất bình thường. Bởi vì có thể ví dụ như là mình nhìn một cái diễn viên A nào đó mình thấy rất đẹp, nhưng mà người khác lại nhìn diễn viên đó không đẹp, đúng không? Cho nên cái đẹp trong cái con mắt kẻ si tình mà mình thì cảm thấy mình si tình với bản thân mình. Cho nên cái việc người ta kiểu như kiểu body shaming mình, kiểu bảo con này xấu, con này xấu, con này xấu, thì đấy là việc của chị thôi. Em thấy em đẹp thật thì đấy là việc của em. Chị không được cấm em, chị không được cấm em yêu bản thân em. Đấy, kiểu như vậy. Ok, xong nhá. Xong cái điệu cười đấy. Thế còn mắt ấy, thì em nghĩ là có một cái live stream. Ừ đúng rồi, có một cái live stream thì em có hướng dẫn mọi người dùng bằng mắt. Thì hôm nay nói qua lại thôi, còn nếu mà bạn nào muốn xem lại thì phải lục lại những cái live stream cũ để coi. Thì khi mà mình nói chuyện với một người đàn ông và mình muốn cái người đàn ông đó mà muốn biết được rằng là người ta, mình muốn bật đèn xanh cho người ta đó, thì là mình phải dùng bằng mắt. Thì cái mắt của mình ấy, nó phải xuất, cái mắt là cửa sổ tâm hồn. Cho nên nếu như trong tim mình không cảm nhận thì mắt của mình cũng sẽ không cảm nhận được. Cho nên là nếu như mình nhìn thấy anh ta cái điểm nào đó của anh ta rất đẹp, thì hãy nghĩ trong đầu về cái điểm đó của anh ta. Thì khi bạn nghĩ được cái điều đó ở trong đầu rồi thì tự nhiên cái ánh mắt của mình nó sẽ có hồn. Bởi vì mình, em dù em có tận tình tới mấy, dù em có quý mọi người tới mấy, dù em có thương mọi người tới mấy, mà em muốn chỉ cho mọi người cái cách để mà dùng cái ánh mắt tình tứ của mình ấy, em không thể nào chỉ được. Bởi vì làm sao em có thể chỉ được cái trái tim của mình? Mỗi người có một cái sở thích, mỗi người có một cái quan niệm riêng. Cho nên em đưa cho một cái chìa khóa là chị phải cảm nhận được điều đó trong tim chị. Khi chị cảm nhận được điều đó trong tim, cứ để cái nguồn năng lượng đó, cứ để cái sự, cái cảm xúc đó nó được lớn lên. Và mình cố gắng đẩy cái cảm xúc lên thì cái lúc đó nó sẽ toát ra từ ánh mắt của chị. Bởi vì bây giờ mà ngồi mà dạy là chị ơi chị phải liếc thế này liếc thế kia, rất khó, và nó không thể nào có một cái công thức chung nào cả. Nó chỉ có một cái chìa khóa duy nhất là khi mà mình nói chuyện với chàng trai đó và mình muốn cái chàng trai đó biết là mình bật đèn xanh cho anh ta, thì thật sự những cái nào mà mình thích về anh ta, ví dụ như mình thích mái tóc anh ta, hay mình thấy anh ta rất là sexy, có body rất là đẹp, hay mình thấy là anh ta có nụ cười rất là duyên, hay mình thích cái giọng nói của anh ta, thì mình hãy để, lúc đó mình hãy cố gắng là để những cái cảm xúc đó ở trong tim mình ấy, nó dâng lên, và khi mà nó dâng lên ấy, kết hợp với cái nụ cười của mình mà mình đã biết cách cười rồi ấy, thì nó sẽ ra cái ánh mắt đó. Nhưng mà trong đầu mình phải nghĩ và mình nhắc lại những cái đó, ví dụ như là oh wow, nghĩ trong đầu thôi nha, miệng thì khác, nhưng mà trong đầu mình cứ phải nghĩ là oh wow, tóc anh đẹp quá, hoặc là oh, một cái điểm nào đó của anh ta mà mình thích chẳng hạn, oh, mình thấy cái giọng nói của anh ta nghe sexy quá, quyến rũ quá, hoặc là cái hàm râu của anh ấy nam tính quá, hoặc là cái môi của anh ấy đẹp quá, kiểu như vậy. Thì khi mà mình, vì mình thích người ta có rất nhiều lý do để thích, nhưng mà mình không biết bạn thích lý do gì, nhưng mà bạn phải có cái lý do đó, và hãy để cái lý do đó lấn chiếm cái trái tim của bạn trong cái thời điểm đó thôi,
trong cái thời điểm mà bạn muốn thể hiện cho anh ta biết là mình muốn bật đèn xanh ấy, thì tự nhiên cái mắt của bạn sẽ có thần thái liền. Giống như kiểu em nói, giống như kiểu cái mắt của một cái đôi mà khi mà hai người ngồi, mà một người đàn ông và một người đàn bà ngồi cạnh nhau, mà mình nhìn thấy cái ánh mắt của cô này với anh kia đang nhìn anh kia ấy, là mình biết cái mắt đó có yêu hay không. Các chị có công nhận với em không? Khi mà mình nhìn, ví dụ như cặp, một cặp vợ chồng hoặc là một cái cặp tình nhân á, ngồi với nhau mà nói chuyện với nhau, mà ví dụ cô ta nhìn chằm chằm anh ta, mà mọi người nhìn là mọi người biết là cô ta có yêu anh ta hay không liền. Cái đó là nó thể hiện qua, không cần phải đụng chạm vào nhau, không cần phải nắm tay nhau, không cần phải hôn nhau, nhưng mà nhìn cái cạnh ánh mắt của cô ta nhìn anh ta, hoặc ánh mắt anh ta nhìn cô ta, và biết người ta có đang say si mê trong tình yêu hay không, hay là ánh mắt cô ta nhìn anh ta kiểu rừng rưng, kiểu không liên quan gì. Em nói đúng không? Cái này chắc chắn là các chị đã từng trải nghiệm rồi, và các chị đã biết rồi, chắc chắn là sẽ có cái trường hợp đó, là mình nhìn thấy một cái cặp đôi nào đó và mình nhìn thấy là họ yêu nhau, chỉ cần nhìn ánh mắt thôi là đã biết hai người này si tình nhau như thế nào rồi. Thì đó, thì mình phải thể hiện bằng ánh mắt như vậy. Thì đó là một trong những cái công cụ mà em thấy rằng là tuyệt vời nhất để mà có thể tán tỉnh anh ta, hoặc có thể là chạm vào tai cũng được. Chạm vào tai cũng là một cái nét rất là nữ tính. Nếu như mà mình anh ta hỏi đường hoặc anh ta một cái gì đấy, nếu như mình đứng và mình muốn thể hiện cái body language, mình muốn thể hiện cái ngôn ngữ cơ thể của mình cho anh ta biết là mình thích anh ta, chạm vào tai này đó, ngước nhìn anh ta, chạm nhẹ thôi nha, đừng gãi tai nha. chạm này, ví dụ mình có đeo hoa bông tai chẳng hạn, thì mình có thể chạm vào cái bông tai của mình. Đừng bao giờ chống cằm như thế này, hoặc khoanh tay như thế này, khoanh tay để nói chuyện với anh ta. Đây là những cái mà 100% là không nên dùng nha. Khoanh tay này, chống cằm này, kiểu đây em đi lối này đi lối kia. Và cái cử chỉ của mình khi mình chỉ này, em nói này, ví dụ như mà mình, trong cái trường hợp em đang ví dụ một cái trường hợp, thì sau này em có thời gian em sẽ chia sẻ nhiều hơn. Nhưng nếu như mình muốn chỉ đường ấy, thì cái tay của mình ấy, ngoài cái việc mình đứng như thế này này, cái tay của mình, mọi người nhớ này, tất cả những cái động tác của mình này, cái tay của mình này, thường ấy sẽ chỉ như này đúng không? Chỉ như thế đúng không? Đúng chưa? Nhưng mà em thì em nghĩ như thế này này, nếu như mà đây là cá nhân em thôi nhá, riêng cá nhân em thôi nhá, này em không có học từ đâu cả mà em tự thấy cá nhân em thôi, thì là nếu như mà mình chỉ ấy, cái tay các chị đẩy như này, chỉ không phải là như thế này mà như này, địa chỉ như này này, cực kỳ nữ tính luôn, đi từ dưới đi lên này. Và cái tay nhá, cái tay này không phải là để thẳng như này xong chỉ luôn nhá, để không phải để thẳng như thế này, ví dụ như đây là tay mình như này xong chỉ như này, không biết sao, để chỉ thẳng đây đi, để chỉ thẳng camera đi, không phải như này xong chỉ như này đâu nhá. Tay mình này, ở dưới này, để ngửa lòng bàn tay này, bao giờ cũng thế này, bao giờ cũng thế này, đưa lên cái phần ngang ngực của mình này, mỗi một cái động tác của mình, bởi vì khi mà mình chỉ ấy, thì người đàn ông họ sẽ nhìn theo tay của mình, đúng không? Mà mình muốn ấy, người ta nhìn cái đằng đó, nhưng người ta cũng, mình muốn cái người đàn ông người ta nhìn mình nữa, thì mình cái việc đầu tiên là thay vì là ở dưới đưa thẳng lên, thẳng một phát, thẳng cánh cò bay, chỉ thẳng đây góc này, thì mình có thể là đưa ở dưới này, đưa phần ngang ngực thôi, đừng đưa quá cao nhá, ngang ngực này, dưới cái phần ngực của mình thôi, mà mình đưa ngửa cái lòng bàn tay này, và mình đưa lên. Mọi người cứ làm thử đi, mọi người đang ngồi trước camera, mọi người làm thử đi. Mọi người làm thử đi, mọi người sẽ thấy là cái sự nữ tính hơn rất nhiều. À, đau lưng quá. Thôi nhá, em nốt xong cái này em đi nhá. Này. Đây anh ơi. Đấy, ví dụ như thế, bảo ở đâu này này kia. À, em bảo anh nhá, này kia nhá, xong. À, đấy, mình có thể kéo dài cái thời gian bằng thì mình có thể đưa tay lên đây. Và bắt đầu mình đưa này, đưa từ dưới đưa lên này. Thấy không? Thì người đàn ông họ đã phải nhìn thấy là mình thu tay lên, đặt lên trên cơ thể của mình rồi, và bắt đầu mình đưa như này. Thấy không? Cũng là một cách chỉ nhá. Mà mình chỉ như này này. Anh đi ra lối kia kìa. Với lại một cái cách khác mình chỉ như này. Đẹp hơn không? Đẹp hơn. Nữ tính hơn.
Và khi mà mình đưa, đặc biệt nếu mình đưa thẳng lên như thế này nó cũng không đẹp lắm, từ dưới mà đưa lên, từ dưới mà đưa lên cũng không đẹp. Mình đưa vuốt lên như này. Đẹp lắm. Áo ơi. Ờ đau lưng quá. Nhiều bạn ế vì cử chỉ vô duyên là đúng. Thật mà chị, mỗi một cái cử chỉ của mình có duyên như thế là đều phải mình phải học, và mình phải để ý những cái người phụ nữ, mình phải có những cái mẫu người phụ nữ mà mình muốn học theo. Các chị cứ tập cái đó đi, các chị sẽ thấy hiệu quả liền. Những cái mà em chia sẻ thật lòng lắm. Và khi mà mình có những cái cử chỉ như vậy á, thì các chị sẽ nhận thấy được một điều rằng là những cái nhỏ nhất lại là những cái sự khác biệt lớn nhất, và khiến cho mình cảm thấy rằng mình là những cái người phụ nữ khác biệt. Và khi mình tự mình cảm thấy những cái điều đó thì chắc chắn tự mình đã cảm thấy rồi, thì cái người đàn ông họ cũng sẽ cảm thấy mình khác biệt thôi. Đấy cũng là một trong những cái lý do mà nhiều chị cứ bảo em à, con này kiểu con này chắc chả có gì, chả biết gì, chả làm gì. Nhưng cũng không đúng. Em tự nhận thấy rằng là em cũng em cũng là một người phụ nữ rất là cầu tiến. Ok, thì những cái mà em chia sẻ như thế thì hy vọng là nó giúp ích được cho các chị. Và thật ra là để mà có được những cái mà em chia sẻ cho các chị ấy, cũng không phải sớm một chiều. Và em còn rất là nhiều những cái thứ khác mà có thể em sẽ chia sẻ cho các chị nhiều hơn. Nhưng mà thời lượng thì nó có hạn thôi, thời gian nó cũng có hạn thôi. Em cũng không thể nào làm hết luôn một lúc được. Thì thôi, cứ học ha. Đúng rồi, dĩ nhiên những cái chia sẻ của chị rất là bổ ích. Bởi vì em tìm ở trên Facebook này, em không tìm thấy một người nào có thể cho em những cái thứ mà chị cho em. Bởi vì chị cho em một cách miễn phí. Và chị cho em, khi mà chị cho em, chị cho em bằng tất cả cái tấm lòng của chị, chứ không phải là chị cho em bởi vì là cái này cái kia hay như thế nào hết. Khi mà nó xuất phát từ trái tim ấy, thì nó sẽ chạm tới trái tim mà thôi nha. Thì cái chuyện mà chị em thấy là nó hữu ích là cũng đúng thôi. Vì chị không có phải chia sẻ theo kiểu là chia sẻ theo cái kiểu nhiều người, mà em thấy là cũng có nhiều người chia sẻ trên Facebook, nhưng họ chỉ chia sẻ chung chung thôi. Tức là khi bạn hẹn hò với một chàng trai nào đó, bạn phải nữ tính, bạn phải thể hiện cho anh ta thấy rằng mình là một cô gái nữ tính và ngọt ngào. Nói thì ai chả nói được, nhưng mà nữ tính như thế nào, ngọt ngào như thế nào, làm thế nào để người đàn ông cảm thấy nữ tính, thì nó phải bộc lộ qua những cái cử chỉ và hành động và lời nói. Mà chả có ai đi vào sâu những cái chi tiết đó để hướng dẫn mọi người cả. Phần đa họ chỉ nói mọi người là em phải thế này, em phải thế kia. Nhưng mà em biết là em phải như thế rồi, em biết em phải nữ tính rồi, nhưng mà làm thế nào thì lại không ai giải thích cả. Giống kiểu là rất là nhiều những người phụ nữ có chia sẻ trên Facebook là em phải nhẹ nhàng với cả chồng em, em không được cục cằn với cả chồng em. Nhưng mà làm thế nào, cách như thế nào, em biết là như thế rồi, chị nói thế thì ai mà chả nói được. Kiểu những cái chia sẻ rất là chung chung ấy. Rồi em nên lấy chồng là người thế này, em nên lấy chồng là người thế kia. Nhưng mà làm thế nào để lấy được cái anh chồng đấy thì chẳng bao giờ thấy có ai chia sẻ cả. Và những cái chia sẻ đấy hầu như những cái người đó họ toàn giữ cho trong lòng họ thôi. Họ không bao giờ chia sẻ cho bất cứ một người nào hết. Mình nghĩ chắc là họ cũng không muốn những cái người phụ nữ khác có cuộc sống hạnh phúc chẳng hạn. Biết được cái điều đó nhưng mà làm thế nào, hành động thế nào thì nó lại là một cái chuyện hoàn toàn khác. Biết được rằng là nên lấy chồng không, nên lấy chồng có điều kiện kinh tế, em nên lấy chồng có điều kiện kinh tế thôi, đừng yêu những cái thằng ất ơ nữa, hay lấy những cái người mà có điều kiện kinh tế, biết yêu thương em, biết chiều chuộng em, biết này biết kia. Ủa thì đúng mà, cái đó ai cũng biết, nhưng bây giờ phải làm thế nào, hành động thế nào, tìm người đó ở đâu, hành động với anh ta thế nào, anh ta thích cái gì, mình phải làm sao để câu được con cá đó. Thì không có ai nói hết, mà nói ra là kiểu gì cũng bị chửi. Giống em nè, là bị chửi á, chửi là thực dụng nè, tao mỏ nè, kiểu vậy. Đấy. Ok. Chắc đúng rồi Nhung. À Nguyên ạ, tất cả mọi thứ đều phải có sự học hỏi, rèn luyện. Không phải tất cả mọi thứ mà nó đến với một ai đó và người ta có những cái gì đó mà
mà bằng cái sự may mắn, cũng có thể là họ có may mắn nhưng họ phải có cái kỹ năng thì họ mới may, khi mà có cái sự may mắn đó họ mới dùng cái kỹ năng đó để biến cái sự may mắn đó thành thành cái may mắn riêng của mình. Em cũng nghe nhiều người nói em là con này chắc ăn may thôi, thì đúng là em cũng có thể là mọi người nghĩ thế thì cũng được, cũng có thể như thế được. Hoặc là con này chỉ ăn bám chồng thôi, ăn may thôi, gì đâu, la la la. Cá nhân em thì không thấy thế, vì mặc dù người ta đánh giá mình như thế nhưng mình lại không thấy thế. Mình thấy mình nỗ lực rất nhiều. Có thể cái nỗ lực của mình họ không đánh giá cao, nhưng mà tự bản thân mình thì mình lại đánh giá cao. Vậy, mỗi người một cái quan niệm riêng. Bước đi hả? Bước đi thì có nhiều cái để mà bước đi lắm chị ơi. Cũng phải học nha chị Thảo Nguyên. Cũng phải học nha. Hiện tại em đau lưng nên chắc là em không có thực tập được cho mọi người coi cái cách mình bước đi như thế nào để mình nữ tính nhất và quyến rũ nhất. Thế còn bàn tay mà cầm phone ấy, thật ra là em khi đi em hẹn hò với cả người yêu hoặc là kiểu bạn trai ấy, thì em ít khi em mang phone lắm. Nếu em mang phone thì em sẽ không phải là ít khi mang phone mà vẫn mang phone nhưng mà không có cầm ở tay và không có sử dụng phone. Phần đa là em để ở trong túi, trong ví của mình. Thôi để mai đi, mai mà em nếu như mai em rảnh em sẽ chia sẻ cho mọi người những cái tips mà ví dụ như đi ăn buổi tối, đi ăn tối hoặc ăn trưa với cả người yêu. Trước thì em chia sẻ là cách ngồi và cách tán tỉnh anh ta như thế nào rồi, nhưng mà có thể mai em sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách mà những cái cách mình ăn ấy, nó cũng thể hiện cái sự nữ tính đó chị ạ. Cách ăn này, cách uống nước này, cách để tay này. Thật ra em nghĩ là mọi người có thể search trên mạng rất là nhiều cách để mà hướng dẫn mọi người cách ăn, cách uống, cách này cái kia. Em cũng không phải là một người quá giỏi, nhưng mà với bản thân em ý, thì em lại những cái thứ mà em làm ấy, nó không phải là để thể hiện là như kiểu là làm thế nào ăn để cho nó thật là sang chảnh, để cho nó thật là chảnh chó, không phải. Tất cả mọi thứ tới với em và tất cả những thứ mà em chia sẻ cho các chị là làm thế nào để các chị nữ tính nhất, ngọt ngào nhất, nữ tính nhất và khiến người đàn ông cảm giác tan chảy nhất. Thế còn cái việc mà học cách ăn sang chảnh, ăn thế nào cho nó đúng chuẩn thì có rất là nhiều cái những cái video đấy thôi. Em nghĩ các chị chỉ cần lên mạng search thôi, ra nhiều lắm. Nhưng mà ăn thế nào để người đàn ông họ cảm thấy mình quyến rũ, nữ tính, thì em nghĩ chắc là em, cái phong cách của em nó sẽ khác. Chứ còn nếu mà ăn đúng mà một ăn gọi là ăn để mà các cái bữa tiệc ăn này kia thì những cái đó trên mạng rất là nhiều rồi, mọi người có thể học ở trên mạng. Nhưng mà ăn để làm thế nào để người đàn ông họ cảm thấy mình nữ tính và mình ngọt ngào, mình dịu dàng, mình rất là sexy và quyến rũ thì nó lại là cái phong cách của em, phong cách củ chuối của em. Phong cách củ chuối của em. Ok ha. Đúng rồi, cách lựa đồ ăn. Thôi để mai nếu em có thời gian thì em sẽ ấy. Trang à, có còn ở Singapore nữa không? Đã học xong chưa? Chị chưa khỏi, nhưng mà chị vẫn đi chơi được rồi em ạ. Chị vẫn đi chơi được rồi mà. Vẫn ngồi ô tô đi, chồng vẫn lái đi cho đi loanh quanh đi được rồi, nhưng mà không đi lại được nhiều thôi. Thế nhắn tin đi, không chị em đi cà phê. Cần thì phải đợi khỏi. Chị mà khỏi thì chắc phải đến 6 tháng đến 1 năm cơ. Lâu lắm. Vẫn đi chơi được mà. Vẫn đi chơi kiểu đi ăn hoặc cà phê. Chị vẫn đi mà. Tuần trước chị vừa đi chơi xong. vừa đi ăn với cả bạn. Nhắn tin đi, xong rồi đi chơi nhá. Chị ơi, nếu người đàn ông không còn chủ động liên lạc với mình nữa, mình có nên im lặng không chị? Những câu hỏi này của bọn em nó mang cái tính chất là kiểu như là mình không biết mình đang muốn làm gì với ai như thế nào ấy. Những cái câu hỏi này thật ra là để mà trả lời dễ thì cũng dễ, mà trả lời khó ra thì nó cũng khó. Riêng chị thì chị nghĩ là nó cũng nghĩ đơn giản thôi ha. Thì nếu như mà người ta đã không nhắn tin cho mình rồi thì mình thôi. Mà mình thôi ở đây không phải là giống như em nói là có nên im lặng xong rồi để mà quay lại với anh ấy hay không, thì chị nghĩ không
không nên. Mình phải có cái giá của mình. Và một trong những câu nói mà chị thấy thấm thía nhất của Steve Harvey đã từng nói là đừng có bao giờ để người đàn ông nói với bạn hai lần là anh ta không thích bạn, hoặc là thể hiện với bạn hai lần là anh ta không thích bạn. Và cái câu nguyên văn của tiếng Anh ấy, nó là let the man tell you twice that he doesn't want you. Nghĩa là như kiểu là đừng có để người đàn ông phải nói với mình đến lần, lặp lại với mình lần thứ hai là anh ta không thích mình, khi anh ta đã nói anh ta không thích mình, hoặc khi anh ta nói anh ta chia tay với mình, hoặc khi anh ta đã làm lơ mình, thì đừng để cái điều đó xảy ra lần thứ hai, mình nên dừng lại tại đấy. Thì đấy, đơn trả lời đơn giản như thế cho đỡ đau nhỉ, chỗ đau đỡ đau đầu, chứ mà trả lời dài thì chắc là ngồi từ giờ đến mai đấy. Ok chị. Ôi đi làm rồi à, xin việc được ở bên này rồi à? Ừ đi chơi đi. Chị dùng Facebook, inbox Facebook cá nhân của chị đi. Nhá. Ờ không, tí nữa chị lấy Facebook của chị nhắn tin cho. Chơi đi. Ui giời. Thấy mày mà đợi chị mà khỏe thì chắc là đến 3900 năm em ạ. Em rất thương người đó nhưng họ im lặng với em đã chủ động liên lạc nhưng nhận được sự thờ ơ lạnh nhạt. Thì đấy, cái mà chị vừa tư vấn cho em thì nó khớp như vậy rồi đấy. Đừng để người đàn ông đó phải nói lại với em hoặc lặp lại cái hành động đó hai lần. Cái hành động đó là anh ta đã không còn thương em nữa, hoặc anh ta không còn muốn liên hệ với em nữa, thì mình không cần phải để cho anh ta làm lại đấy lần đó lần thứ hai. Mình không cần phải chạy theo hay làm bất cứ một cái gì cả. Và cái này nếu như mà em lớn hơn một chút xíu nữa, dần dần á, khi mà em lớn hơn thì em sẽ có những cái trải nghiệm khác trong cuộc sống. Ngoài cái chuyện yêu đương ra ấy, thì em sẽ có cả những cái trải nghiệm mà liên quan tới bạn bè nữa. Không phải một người bạn nào mà mình đối xử tốt với họ, họ cũng sẽ đối xử tốt với mình đâu. Nhiều khi họ hai mặt lắm. Cho nên là theo chị ấy, thì chị thấy rằng là nếu như mà cái mối nhân duyên đó, cho dù là tình bạn hay là tình yêu, nó đã tới cái bờ vực mà cả hai không còn cảm thấy hợp lý nữa, thì mình nên cho rằng là mình nên dừng lại. Và cái dừng lại đó thì nếu như anh ta làm một cái gì đó mà khiến mình cảm thấy tổn thương ấy, hoặc là mình cảm thấy không được vui ấy, thì hãy cho rằng đấy là sự mất mát của anh ta. Anh ta mất mình thôi, mình là một người phụ nữ tuyệt vời và anh ta không muốn cái điều đó thì thôi, mình sẽ mang cái sự tuyệt vời đó dành tặng cho người đàn ông khác, để cho người đàn ông khác cũng nhận cái sự tuyệt vời đó và trân trọng cái điều đó. Khi họ trân trọng điều đó thì họ sẽ đáp trả lại. Chứ còn những cái người mà em tặng cho họ những cái sự tuyệt vời của em, những cái sự ngọt ngào, quan tâm hay yêu thương á, mà người ta không trân trọng thì dĩ nhiên là họ sẽ không đáp trả lại rồi. Đừng yêu một bức tường, đừng yêu một cái người mà thờ ơ. Bởi vì yêu mà còn như thế thì lấy nhau về còn thờ ơ nữa em ạ. Hãy yêu những cái người mà người ta biết đáp trả lại cái tình yêu của mình ha. Và cho rằng, chị cho rằng là khi mà em làm nhiều thứ cho người ta, em dành tặng cho người ta những cái thứ ngọt ngào như thế mà người ta không trân trọng điều đó thì tất nhiên là không cho nữa. Không cho nữa ha, người ta không xứng đáng. Chồng cờ bạc nợ 4-5 tỷ, em phải làm sao, bỏ thì thương mà vương thì tội, em có con 3 tháng. Những cái câu hỏi của mọi người thật ra là nếu mà trả lời thì chắc là cũng phũ phàng. Nhưng mà thường thì tính em thì rất là thẳng nên em sẽ trả lời rất là thẳng. Bây giờ mới nợ 4-5 tỷ thì sau cái 4-5 tỷ này nó còn bao nhiêu tỷ nữa. Mà quan trọng cái người mà đã để nợ đến tận 4-5 tỷ rồi ấy, thì chứng tỏ rằng là cái ham mê cờ bạc của anh ta ấy, nó cao hơn cái đam mê mang lại hạnh phúc cho vợ và cho con. Mỗi một người trong cuộc sống ấy, nó đều, mình đều có một cái lý do để mình tồn tại và lý do để mình tiếp tục sống tới cái ngày tiếp theo. Và mình thường khi mình sống thì mình sẽ làm cái điều mình thích nhất, đúng không ạ? Chắc chắn là điều đấy rồi, bởi vì khi mình có tiền thì mình muốn ăn món ngon nhất. Khi mình có tiền mình muốn mặc một bộ đồ đẹp nhất. Khi mình có tiền rồi mình muốn đi chơi cái chỗ đẹp nhất có thể.
sang chảnh nhất có thể. Đấy là cái nhu cầu của tất cả mọi người. Vậy nên là nếu mà người đàn ông mà đã để nợ lần 5 tỷ mà để cho vợ con mà phải khổ thế, con mới được có 3 tháng, thì chứng tỏ rằng ấy, cái niềm hạnh phúc lớn nhất của anh ấy là chơi cờ bạc. Cái thứ mà mang đến cái niềm hạnh phúc là cờ bạc. Và cái quan trọng với anh ấy là cờ bạc. Bởi vì để thỏa mãn cái nhu cầu cá nhân, cờ bạc đấy, và cái niềm hạnh phúc, cái cảm giác mà lâng lâng được chơi cờ, chơi bạc như thế, nó thoải mái và nó tuyệt vời hơn cái việc mà chăm cho vợ và thương vợ và lo cho tương lai của vợ và con. Bởi vì nếu như anh ta đã để nợ đến 4-5 tỷ, chứng tỏ vợ với con chả có cái đóng cái vai trò gì trong cái cuộc sống của anh ta. Mà nếu như mà bạn nghĩ rằng là cứ ở với anh ta rồi để làm gì, mình thấy cũng chả giải quyết được vấn đề gì. Thật mình mà khuyên này chắc nhiều người chửi mình lắm, nhưng mà mình chân thành lắm, tính mình hay thẳng tính mà. Mình nói là thật, bạn ở với một người mà người ta không coi bạn là tất cả, mình chưa cần nói là cái vấn đề là anh ta cờ bạc nhá, yêu cờ bạc nhá, mà bây giờ cờ bạc này còn dẫn tới nợ nần nữa, thì mình thấy rằng là bản thân mình mà không được đặt lên vị trí đầu tiên thì mình không nên ở cạnh một người mà người ta không đặt mình lên vị trí đầu tiên. Làm cái gì cũng phải nghĩ cho mình, phải yêu mình và thương mình và quan tâm đến mình. Nếu như mà anh ta quan tâm đến mình thì anh ta sẽ không làm điều đấy. Thì giống như bạn đang trong trường hợp này nhá, mình đang nói này, ví dụ này, trong trường hợp này, nếu như mà bạn mà kiểu là nghĩ là ôi ở với anh ta đi rồi giúp anh ta trả nợ, nhưng mà tại sao bạn lại phải, bạn quay lại cái logic nhá, tại sao bạn lại giúp anh ta trả nợ, tại sao bạn lại phải gồng gánh những cái trách nhiệm đó, trong khi tức là bạn yêu anh ta tới mức mà bạn sẵn sàng là hy sinh bản thân mình, hạnh phúc của mình, con của mình, tức là đặt anh ta vào vị trí đầu tiên. Tiền đối với bạn không thành vấn đề, tức là bạn vẫn còn muốn ở với anh ta, bỏ thì thương mà vương thì tội, tức là bạn vẫn còn muốn 50% bạn vẫn còn muốn ở lại với anh ta. Tức là đối với bạn này 4 tỷ hay 5 tỷ không là vấn đề gì, quan trọng là có anh ta như một người chồng của mình. Bạn yêu anh ta tới mức đó, tức là anh ta luôn luôn ở cái top đầu tiên. Bạn cũng chẳng nghĩ tới hạnh phúc của bản thân bạn, bạn cũng chẳng nghĩ tới hạnh phúc của một đứa con. Khi mà sống trong một cái gia đình mà bố nợ nần như thế thì dĩ nhiên là con không, cái không có tiền để mà ấy rồi, để mà chi tiêu rồi, thì phải cắt giảm tiền của con rồi. Thì bạn sẽ đặt anh ta đầu tiên, tiền cũng chỉ xếp sau anh ta thôi, bản thân bạn cũng xếp sau, con của bạn cũng xếp sau, anh ta là đầu tiên. Nhưng mà trong cái thế giới của anh ta ấy thì phải là cờ bạc đầu tiên. Chả cần quan tâm bố mẹ của anh ta, cũng chả cần quan tâm đến bạn hay con của bạn, chả cần quan tâm mọi người, cờ bạc phải đầu tiên đó. Và cờ bạc để nó phục vụ cái gì? Để nó phục vụ cái lợi ích cá nhân của anh ta, để anh ta cảm thấy thỏa mãn cái nhu cầu của anh ta. Mà cái nhu cầu đó mình thấy là như một trong những cái nhu cầu không cần thiết. Ăn ỉa, xin lỗi nói cái từ đấy nó hơi tục, nhưng mà ăn ỉa ngủ nghỉ mới là những cái nhu cầu cần thiết. Ok. Và cái nhu cầu đánh bạc đó thì có cũng được, chẳng có cũng được. Nó không dẫn tới cái việc mà mình mất đi sinh mạng hay mình mất đi cuộc sống của mình cả. Ăn không được, chết. Ỉa không được, chết thật đấy các chị ạ. Có người nào mà sống mà không ỉa không? Không, không đúng không? Hơi tục một tí nhưng mà nó chân thành. Đấy, ngủ không được cũng chết các chị ạ. Mà không có thời gian nghỉ cũng chết. Đi làm suốt không có thời gian nghỉ thì cũng chết. Cho nên ăn ăn ỉa đấy, ăn ỉa ngủ nghỉ là những cái nhu cầu cần thiết thì là nên đặt đầu tiên, thì ở đấy thì còn nghe được. Nhưng mà những cái nhu cầu đấy em thấy không cần thiết thì chị suy nghĩ đi. Nếu chị còn sống cùng với anh ta thì em nghĩ rằng cái 4-5 tỷ này nó chỉ là một trong những cái bước đệm, hoặc là có thể là trước đấy anh ta đã từng làm rồi. Vì mình nghĩ là người mới đầu mới chơi cờ bạc thì chắc cũng chẳng đến mức mà chơi đến 4-5 tỷ đâu, chắc là trước đấy cũng đã chơi nhiều lần rồi. Và đến bây giờ thì cứ tiếp tục thôi. Và em nghĩ rằng là sau cái 4-5 tỷ không có cái lý do gì mà nó sẽ dừng lại đâu. Nên là suy nghĩ kỹ. Mình biết rằng đấy là một cái đám cháy mà mình vẫn đâm đầu vào, thì cái người điên ấy không phải là anh ta, đừng trách anh ta. Lại bảo là tại sao thằng này nó không biết thương gia đình, thương con, thương này thương kia. Họ không cảm thấy điều đấy, chỉ có mình mới nhận ra điều đấy. Nó là một cái đống lửa. Anh ta đã ở sẵn trong đống lửa rồi. Cái việc mình cứu anh ta là không cứu được. Anh ta ở trong sẵn đống lửa, và anh ta có muốn chữa trị cái điều đó thì anh ta phải tự thân anh ta bước ra, chứ không ai mà đi vào cái đống lửa để mà lôi anh ta. Bởi vì khi mà mình đã bước chân vào đống lửa là mình cũng đã thành một trong những gọi là những cái gọi là nạn nhân của cái đống lửa đó rồi.
Cho nên anh ta mà muốn chữa khỏi cái đó thì anh ta phải tự thân anh ta bước ra khỏi đống lửa, tức là tự thân anh ta rời bỏ cái việc cờ bạc đó. Không ai làm giúp được việc đó cho anh ta. Thế còn về cái ống kính của bản thân mình thì mình nhìn thấy rõ ràng anh ta ở trong đống lửa rồi, và mình biết được cách duy nhất mà anh ta cần thoát khỏi đống lửa đó là anh ta phải tự bước ra. Chứ còn mình đã nhìn thấy đống lửa, mình cố mình lao vào thì lúc đó không được chửi anh ta ngu, mà người ngu là mình. Đấy, thôi em chỉ nói thế thôi, nói dài các chị chửi nhiều. Ok thôi nhá. Có mấy cái comment của mọi người đây. Đấy có cả lúc nãy đang nói với cả Trúc Linh ấy về cái chuyện mà anh ta kiểu em nhắn tin mà anh ta không trả lời ấy. Này kia ấy, thì chị cũng có nhiều cái livestream mà nói về cái việc đó rồi lắm. Nếu mà em cứ cảm thấy rằng em không dứt bỏ được anh ta ấy, thì em cứ theo đuổi anh ta đi. Chị nói rất thật lòng, nếu như em cảm thấy mà em không dứt bỏ được, em không có mạnh mẽ được, có những mẫu người phụ nữ họ rất yếu đuối, họ không làm được điều đó, em cứ theo đuổi anh ta đi, cứ tiếp tục nhắn tin gọi điện cho anh ta đi, rồi nó cũng sẽ dẫn tới một kết quả thôi. Nhưng mà khi em làm cái điều đó thì em sẽ chứng minh được cho bản thân em được rằng là em cần phải dừng lại. Chứ còn bây giờ chị mà nói dừng lại, chưa chắc em đã dừng lại đâu. Nhiều khi em nói trên livestream là em dừng lại, nhưng mà về nhà em lại nghĩ chắc anh ấy không nhận được tin nhắn của mình, thôi để mình gọi thêm, để mình nhắn tin thêm. Nếu em cảm thấy em cần nhắn và em cần gọi, em cứ nhắn và gọi. Bởi vì cho dù là em dừng lại, em không nhắn tin với anh ta nữa và em tiếp tục sống cuộc sống của em, hay em chọn cái phương án thứ hai là tiếp tục nhắn tin, tiếp tục làm phiền anh ta, hoặc là tiếp tục hỏi tại sao anh không nhắn tin lại, hay anh thờ ơ với em, thì cái phương án thứ hai đó nó cũng cho ra một kết quả thôi. Dù cái phương án nào đi chăng nữa thì nó cũng sẽ cho ra một kết quả là anh ta không còn thương em nữa. Và bản thân em dần dần em sẽ nhận ra điều đó. Có thể thời gian này em chưa nhận ra, nhưng mà rồi em sẽ thấy rằng là nó sẽ ra chung một kết quả là anh ta không còn yêu em. Và lúc đó em sẽ nhận thấy cái kết quả đó thì em sẽ tự từ bỏ thôi. Thế còn cái cách mà chị nói, cái cách đầu tiên ấy, là em nhận thấy ngay từ giây phút này và em từ bỏ cái điều đấy, thì nó gọi là sao ta, tiết kiệm thời gian cho em để em có thể hẹn hò người khác. Tuổi thanh xuân của con gái có mấy năm thôi, có từ khi em 18 đến năm em 26, 27 gì đấy, cho nên có mấy năm trời. Nếu như em tận dụng được 8-9 năm trời, nếu như em tận dụng được cái quãng thanh xuân của em để em hẹn hò thật là nhiều chàng trai, và để mà chọn được cái người chồng, nên là em hãy suy nghĩ thật kỹ. Bởi vì hẹn hò bất cứ một người nào mà dẫn tới kết hôn ấy, em cũng phải mất tầm khoảng 1.5 năm đến 2 năm tùy. Chị nghĩ là hơn 1 năm, 1.5 năm đến 2 năm, thì cứ lấy khung hình chung là từ 1 đến 2 năm để mình làm quen và dẫn tới kết hôn. Thì em nghĩ đi, có 8 năm thôi là em chỉ có hẹn được có mấy người. Nếu như mà em cứ kiểu gặp người này mà em dây dưa lâu quá là em cũng chỉ hẹn được có mấy người thôi. Cho nên là trong 8 năm đấy mà em hẹn hò càng nhiều thì em càng có cơ hội để em tìm một người yêu em. Và em càng có cơ hội, em càng có cái kinh nghiệm để em có cái cơ hội để lựa được người tốt. Ha. Mình có nên nói với người ta là mình dừng lại không làm phiền đến họ nữa không chị? Ôi này chắc là nhỏ lắm. Chị lấy thêm một cái ví dụ nữa nhá. Chị gọi là thật sự mà chị nói là chị rất là nhiệt tình với em luôn ấy. Chứ mà hôm nay chắc là chị cũng dễ tính. Hôm nay mát rồi, chứ mà nóng rồi là em bị chị chửi rồi đấy. Chị lấy cho em thêm một cái ví dụ nữa, em sẽ thấy hoàn toàn khi em hỏi chị câu trả lời đấy nhá. Em có thấy này, một ai đó đứng trước cửa nhà một ai đó, một cái cô A đứng trước cửa nhà cô B chẳng hạn, gõ cửa nhà cô B và bảo với cô B là: này, gõ cửa. Gõ đến lúc nào cô B có mở cửa ra thì thôi. Và mở cửa ra và nói là: tao nói cho mày biết nhá, từ nay tao không sang nhà mày nữa. Rồi đi về. Đi về xong, cô
cô B cô cũng chả thèm nói gì. Xong đến ngày hôm sau lại sang gõ cửa tiếp, cộc 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 cộc. Và cô B cô đã biết là cô A này gõ cửa rồi, cô cũng chẳng thèm ra mở cửa nữa. Vì cô biết là cô không thích gặp rồi. Lại tiếp tục dán một cái mảnh giấy lên, tao nói cho mày biết nhá. Từ nay trở về sau nhá, tao với mày tình nghĩa đoạn tuyệt nhá. Tao không bao giờ tao thèm mò mặt sang nhà mày nữa nhá. Nhưng ngày hôm sau nó lại cộc. Đấy. Rồi lại làm một cái bánh xong rồi viết lên trên cái bánh là tình nghĩa đoạn tuyệt, đừng bao giờ liên lạc tới tao nữa. Thì cái hành động đó cũng giống như cái hành động em đang làm. Nó rất là kiểu, nó rất, cái ví dụ của chị nó kiểu rất là hài hước. Nhưng mà nó là sự thật. Giống như kiểu là tôi đi đấy nhá, tôi sẽ đi đấy nhá. Kiểu mọi người có hay xem phim hài không? Mấy cái phim hài mà cái kiểu là em nói cho anh biết nha, giờ là em đi đấy nhá, em đi nhá. À, đứng ở ngoài cửa cứ dứ cầm cái xe máy mà em đi lắm nha. Rồi xong ông kia cứ ngồi đọc báo, ông chả thèm trả lời. Này em nói thật là em đi, lần này là em đi thiệt đấy nha, đúng không? Xong rồi ông kia cũng chẳng trả lời, ông cứ cầm tờ báo. Nè anh có nghe đấy không, em nói là em đi đó nha, đúng không? Thì em mà cái kiểu mà em nói là em muốn nói với người ta là mình dừng lại và không làm phiền đến họ nữa không, thì em nói làm gì? Dừng lại và không làm phiền đến họ là bằng cái hành động chứ không phải bằng lời nói. Em chả còn cái gì liên hệ với người ta nữa thì liên hệ với làm gì? Cần thì phải thông báo là tôi sẽ đi ra khỏi cửa và tôi sẽ dắt xe máy, tôi sẽ đi ra khỏi nhà. Đi là đi thôi. Đấy. Thì hy vọng là một cái ví dụ của chị là em có thể nhìn thấy cái sự việc nó dễ hơn và mình hiểu sâu về cái vấn đề hơn. Một khi người ta đã thờ ơ rồi thì mình không cần thiết phải nói, mình không cần thiết phải gọi điện và nhắn tin, bởi vì họ thật sự cái mà mình cần ấy là họ quan tâm đến mình và họ vẫn còn để ý đến mình. Nhưng mà cái mà họ cần ấy là mình hãy im lặng và đi và đừng có làm phiền họ nữa, bởi vì họ cảm thấy mình quá phiền, họ không muốn nghe cái gì cả. Thì nếu như họ đã không muốn nghe mình đừng ép nha. Yeah. Mình ngu lắm, từ khi biết Mai mình bớt ngu tí xíu ạ. À. Ừ thế thì tốt. Ừ, cố lên. Thế nhá, xong rồi nhá. Làm sao để có thể chinh phục được một người tử tế vậy chị? Dễ lắm em ạ. Kiểu giống như kiểu định luật vạn vật hấp dẫn ấy. Nếu như em là một người tử tế thì em sẽ chắc chắn em sẽ thu hút được một người tử tế. Khi em thu hút được người ta em mới có cơ hội chinh phục nha. Chị nói như này này. Em có thấy nhá, một cái ví dụ rất đơn giản, nếu bạn nào hay để ý này. Tại sao những cái thằng giang hồ ấy nó lại hay đi lại với những cái cô gái làng chơi, mà nhiều khi những cái anh chàng giang hồ lại cưới những cô gái làng chơi. Chứ còn nếu mà một cô gái làng chơi hoặc là một cái anh giang hồ nào đấy mà để mà lấy một cái vị sao ta, một cái cô giáo hoặc là một cái anh bác sĩ nào chẳng hạn, có hiếm lắm, vô cùng hiếm. Hiếm phải không? Không phải không có nhưng mà hiếm. Tại sao vậy? Tại vì mình sẽ thu hút những cái gì mà nó phù hợp với phong cách sống của mình. Chẳng hạn như một cô gái làng chơi thì hay thích đi chơi bar chẳng hạn. Mình không nói là những cái người đi chơi bar là những người hư hỏng, mình đang lấy một cái ví dụ thôi, mọi người đừng có quá kiểu ấy nhá. Nó ví dụ, nó chỉ là ví dụ thôi để mình hiểu thôi, chứ không cần phải là một cái ví dụ nó phải đầy đủ nghĩa đâu nhá. Một cái ví dụ nó rất đơn giản thôi, hãy nghĩ nó đơn giản. Ví dụ cô ấy hay đi chơi bar chẳng hạn, hoặc là hay đi tới những cái chỗ mà nhiều những cái thành phần mà họ cảm thấy rằng họ thích những cái phong cách sống như vậy. Thì những cái thành phần mà ví dụ như ở những cái anh đầu gấu, đầu tể thì họ cũng thích đi chơi ba chẳng hạn. Thế nhưng mà bác sĩ mà bảo đi chơi ba thì cũng hiếm. Không phải không có nhưng hiếm. Họ không có thời gian. Thì mọi người thấy bác sĩ thì đi trực suốt, đâu có thời gian để đi chơi ba, chơi sàn nửa đêm mà đi chơi nguyên đêm mà để đến ngày hôm sau đi làm sao mà đi mổ được cho người ta. Không có phải không? Cho nên cái đời sống của họ là ví dụ như họ làm việc xong thì nhiều lắm thì sẽ đi tập thể dục, đi tập gym chẳng hạn. Thì nếu như mà mình, tính cách của mình như thế nào, mình cần một cái người mà tử tế thì
thì bản thân mình phải là một người tử tế trước được, bởi vì một người mà họ tử tế, họ không thể nào thích được một cái cô gái mà kiểu đanh đá này, xong rồi hại người này, xong rồi kiểu lúc nào cũng kiểu như kiểu là rất là ác ôn ấy, thì mọi người sẽ thấy rất là ít. Hầu như mình thấy là cái phần trăm đấy rất là ít luôn, vì những người tử tế họ sợ những cái thành phần như thế lắm, đúng không? Một cái cô gái mà con nhà lành ấy mà tự nhiên mà bảo yêu một anh chàng đầu gấu thì khó lắm. Không phải là không xảy ra, nhưng mà có, nhưng mà em thấy là phần đa là khó lắm. Bởi vì con nhà lành mà nhìn thấy dao kéo, nhìn thấy dao, rồi nhìn thấy những cái dao búa, rồi những cái dao to búa lớn, thậm chí những cái cách nói chuyện hùng hổ là cô đã thấy sợ rồi, thì làm sao mà cô có thể yêu được ha. Cho nên là nếu mình muốn thu hút cái người đàn ông như thế nào thì bản thân mình phải transform, mình phải trở thành cái người phụ nữ ở cái hình mẫu như thế. Mây tầng nào gặp mây tầng nào gặp gió tầng đó đó, gió tầng nào gặp mây tầng đó đó, chả biết là hai cái câu đấy, câu nào là câu đúng, hay là mây tầng nào gặp mây tầng đó thì em không biết. Cái câu này em đọc trên Facebook, nhưng mà em thấy thì ngày xưa thì các cụ hay có câu nồi nào úp cung đấy, thì cái câu đấy là đúng của các cụ nói, nồi nào úp cung đấy ha. Ừ đúng rồi đó chị Tâm, nồi nào úp cung đấy đó, thì là câu đó là đúng nhất rồi ha. Thôi nha, em kết thúc livestream tại đây nha. Hẹn gặp mọi người trong thời gian, có thể nếu ngày mai em có thời gian em sẽ làm livestream ha.